Thì bây giờ đến đây, khi ấy ông Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mới bày vai áo bên phải, rồi quỳ gối bên phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, đại oai đức, khéo vì chúng sinh diễn bài nghĩa đệ nhất chân thật của Đức Như Lai, Thế Tôn thường khen trong những người thuyết pháp con là bậc nhất. Nay nghe pháp âm vi diệu của Đức Như Lai, giống như người điếc ở cách xa ngoài 100 bước mà nghe tiếng mũi mòng, vốn đã chẳng thấy, huống chi được nghe. Phật tuy chỉ dạy rõ ràng khiến con trừ mê lầm, nhưng nay vẫn còn chưa rõ chỗ rốt ráo không nghi lầm của nghĩa ấy. Bạch Thế Tôn, như nhóm ông A Nan tuy được khai ngộ mà chưa trừ hết tập khí hữu lậu, còn chúng con ở trong hội đã lên hàng vô lậu, tuy đã dứt hết các lậu, nhưng nay nghe pháp âm của Đức Như Lai vừa dạy vẫn còn những điều nghi hối. Cho nên mới thấy đây là những cái chỗ rất là sâu xa. Nghĩa là đến đây ngài Phú Lô Na ngài đứng lên ngài thưa hỏi, tức là ngài là bậc mà thuyết pháp đệ nhất, thấy không? Thì đây thì trước là nói lên cái gọi là cái phép gọi là cung kính ở bên Ấn Độ đó, thấy không? Tức là từ chỗ ngồi đứng dậy rồi mới bày cái vai bên phải, thấy không? Tức là bên phải vạch bài vai bên phải đó, thấy không? Rồi quỳ gối phải sát đất, đó là cái cách cung kính, thấy không? Rồi chắp tay với bạch Phật đó, thấy không? Tức là Thế Tôn đại oai đức, khéo vì chúng sanh diễn bài nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai. Nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai, thấy không? Đó, thì mới thấy đó là cái nghĩa rất là sâu xa chứ không phải là thường. Nghĩa đệ nhất chân thật mà là của Như Lai, thấy không? Chứ không phải là của hàng nhị thừa. Đó. Tức là tán thán Phật đã khéo diễn bày cái nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai này, tức là nó không còn nằm trong cái nghĩa phương tiện đối đãi, thấy không? Nghĩa đệ nhất chân thật mà thì không còn phải là cái nghĩa phương tiện đối đãi, thấy không? Tức là đây thuộc về liễu nghĩa đó, thấy không? Chứ không phải là nghĩa phương tiện đối đãi nữa. Mà là của Như Lai, tức là đây là cái chỗ thân chứng của Như Lai. Nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai tức là chỗ thân chứng của ngài, thấy không? Thì như không phải là tầm thường rồi, thấy không? Và như vậy đã là cái chỗ gọi là thân chứng của Như Lai thì như cái người nghe thì phải làm sao? Thì không phải là nghe chơi chơi được, thấy không? Là cái chỗ thân chứng của Như Lai mà. Vậy thì người nghe cũng phải thân chứng ở trong đó thì mới thật rõ được, thấy không? Thì như vậy đó là coi như là vừa là tán thán, thấy không? Tán thán cái chỗ chân thật Phật chỉ dạy, mà cũng vừa là ngăn ngừa những người mà gọi là cứ đứng bên ngoài và bàn suông, thấy không? Đó là ngăn ngừa trước. Bởi vì đây là cái nghĩa chân thật của Như Lai mà, thấy không? Mà cứ đứng bên ngoài bàn suông hoài là không đến đâu hết. Không? Đó là ngăn ngừa trước. Cho nên mình học kinh là phải học phải thấy được hết những cái ý vậy đó thì mình mới thấy được những chỗ sâu xa. Chứ còn không cứ đọc xưa đọc qua hết rồi thôi thì nhiều khi là không thấy được những ý ý sâu. Nào. Giờ cứ đứng ngoài bàn hoài. Không? Đó. Rồi ngài Phú ra rồi ngài nói ngài là bậc thuyết pháp bậc nhất, nhưng mà đối với cái nghĩa rốt ráo chân thật này thì vẫn cũng còn nghi. Tức là chưa có thấu suốt hết. Thì vậy mới thấy rằng đây là không phải là gọi là nói năng hay là lý luận mà được. Chính ngài ngài cũng tự tự thuật không, con là coi như được Phật khen là hàng thứ pháp bậc nhất đó, nhưng mà đối với chỗ này cũng còn có chỗ mà chưa có hết nghi nè. Gọi là đối với pháp âm duy diệu của Phật, thấy không? Mà giống như sao người điếc ở cách xa 100 bước nghe tiếng mũi mòng không thấy nè, nói gì tôi nghe, thấy không? Đó là cái ý cũng là ý sâu đó, thấy không? Pháp âm mà gọi là pháp âm vi diệu của Như Lai,
Thì vậy tức là không phải là cái tiếng nói bình thường. Thấy không? Pháp âm mà vi diệu mà. Thấy không? Tức là nó vượt qua cả những âm thanh. Thấy không? Đó. Pháp âm nhưng mà là vi diệu, cho nên là pháp âm mà vượt qua những cái âm thanh mới nghe thấu được cái chỗ vi diệu đó. Chứ còn nếu chỉ nghe trên âm thanh thôi thì đâu còn gọi là vi diệu. Nếu nghe trên âm thanh thì đó là pháp âm bình thường. Phải không? Còn pháp âm vi diệu đó thì để thấy rằng cái chỗ này nó vượt cả âm thanh đó nữa. Tức là tuy là pháp âm của Phật nói ra đó, phải không? Là cái gọi là cái tiếng pháp của Phật đó nó là khác với tiếng của người thường rồi. Phải không? Mà còn cái chỗ vi diệu đó nó còn vượt ngoài cái âm thanh đó nữa. Đó là muốn nói rằng mình là phải ngộ được cái chỗ sâu bên trong đó. Thấy không? Chứ không phải là nghe ở trên cái tiếng đó thôi. Là thì đó mới là cái chỗ vi diệu. Thấy không? Còn đa số là mình nghe pháp là nghe theo cái tiếng nói à. Phải không? Là nghe tiếng nói thôi, rồi nghe tiếng nói rồi phân tích theo tiếng nói đó thì đó chưa phải là chỗ vi diệu. Đó là pháp âm bình thường. Đó, tức là cái đó thuộc về cũng sanh diệt thôi. À, cho nên gọi là chỗ này mà gọi là ngài nói rằng nghe pháp âm vi diệu như đây đó mà cũng giống như là người điếc ở ngoài trăm bước mà nghe tiếng mũi thì chẳng chẳng thấy nó nói gì được nghe. Thì đó tức là nói lên cái gì? Tức là muốn chỉ cho là cái chỗ này là cái chỗ từ trước tới giờ chưa từng được nghe. Đây là cái chỗ mà từ trước là chưa từng được nghe mà bây giờ mới nghe được cái chỗ này. Tức cái chỗ quá hết sức là sâu xa vi diệu này. Phải không? À, trước giờ chưa từng được nghe tới chỗ này. À, đó. Cho nên đây là ngày tán thán cái chỗ sâu xa này chứ không phải bình thường. À, cho nên mới gọi là giống như là ở ngoài trăm bước mà nghe tiếng mũi thì gọi là giống như người điếc mà ở ngoài trăm bước mà nghe tiếng mũi thì nghe như sao? Giống là nghe chưa từng nghe. Tức là như vậy thì đây là nó cái nghĩa này là nó không thuộc vào cái nghe. Như vậy thì coi như là biết là Phật chỉ dạy rõ ràng khiến cho mình trừ mê lầm, nhưng mà vẫn còn chưa rõ được đến cái chỗ rốt ráo không nghi lầm. Không? Đó. Như vậy thì cái chỗ này không phải là cái chỗ dỗi nói mà được. Không? Không phải chỗ mà dỗi nói mà đến được. Cho nên chính ngài là thuyết pháp bậc nhất này mà. Phải không? Đó. Mà cũng còn chưa mà sạch hết được cái nghi này. Đó. Thì đó là cũng để ngăn ngừa đây không phải là chỗ dỗi nói mà được. Phải không? Rõ ràng vậy đó. Rồi ngài còn dẫn không? Dẫn là như là cái nhóm ông A Nan, tuy được là hết, tức là được khai ngộ nhưng mà chưa sạch hết những cái tập khí hữu lậu. Còn chính là các ngài là hàng vô lậu rồi, tức là sạch hết các lậu, tức là sạch hết phiền não rồi, nhưng mà đối với cái chỗ này cũng còn có điều nghi hối. Thì như vậy để thấy rằng nghĩa là còn có những cái chỗ mà gọi là vi tế hoặc đó, mà trước là ngài A Nan ngài thỉnh là gọi là thỉnh Phật để mà xét trừ vi tế hoặc đó. Không, chỗ này là những cái chỗ gọi là cái lầm vi tế khó thấy. Thì như vậy thì với cái nhóm ngài A Nan thì đã khai ngộ nhưng mà tập khí hồi lậu chưa hết, thì tức là còn cái chỗ làm vi tế thì cái đó là cũng dễ hiểu rồi, phải không? Còn với các ngài đây là hết lậu rồi, là bậc vô học rồi, nhưng mà cũng còn chưa thật sự hết nghi, phải không? Vậy tức là còn có chỗ cũng chưa thật sáng, phải không? Mà chính ngài là tự thực, tức là sao? Tức là cũng còn có cái sở tri chướng. Bởi vì bậc A-la-hán thì vô học thì cũng gọi là chứng gọi là vô lậu, thấy không?
chứng được gọi là nhân không, tức là nhân vô ngã. Nhưng mà còn pháp vô ngã mà của gọi là đại thừa đó thì cũng chưa gọi là thật chứng cho trọn vẹn, đúng không? Tức là vậy thì cũng còn có sở truy chướng, chưa có hoàn toàn hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây là cũng còn có cái thấy ngoài tâm có pháp, sở truy chướng, tức là còn thấy có ngoài tâm có pháp. Tức là cái chỗ biết chưa quên, còn có cái chỗ biết chưa quên. Cho nên còn có chướng, không? Gọi là chưa có thật, gọi là thông suốt. Cho nên ở phần sau đó, không? Ngài mới còn thấy có các thứ ngại nhau, mới hỏi. Hỏi các đại nó sao mà nó dương dung, nhưng mà các đại gọi là bốn đại đó tính nó ngại nhau làm sao dương dung được đó, sao đó, tức là ngài thấy cũng còn có chỗ ngại đó, thì đây ngài mới bạch, không là bạch Thế Tôn, lại nếu tất cả các thứ căn trần ấm xứ giới vân vân trong thế gian đều là Như Lai tạng bản nhiên thanh tịnh, thì cớ sao bỗng sinh ra núi sông đất liền và các tướng hữu vi thứ lớp dời đổi, cuối cùng rồi trở lại chỗ ban đầu, không? Đó. Thì đây tức là cái chỗ là vi tế hoặc này nè. Còn chỗ lầm vi tế nè, chưa có sáng được chỗ này nè, không? Tức là ngài nói rằng như vậy thì Đức Phật thì ngài nói là ở trong Như Lai tạng tánh nó là bản nhiên thanh tịnh, nhưng mà nó là bản nhiên thanh tịnh, tức là nó thanh tịnh sẵn như vậy rồi, tức là xưa nay nó sẵn là thanh tịnh rồi, thì tại sao nó đã sẵn thanh tịnh rồi mà nó lại bỗng sinh ra núi sông đất liền rồi các cái tướng hữu vi thứ lớp đổi dời, cuối cùng là trở lại chỗ ban đầu, tức là nó tương tục sanh diệt, tức là đổi dời sanh diệt rồi trở lại ban đầu rồi sanh diệt nữa, gọi là tương tục đó, tương tục, không? Vậy thì nó là trong đó là nó là sẵn thanh tịnh vậy rồi, tại sao mà nó lại sanh ra các tướng này, phải không? Nó là thanh tịnh rồi, tại sao không nó sanh ra cái này chi vậy, phải không? Đó là chỗ còn nghi. Thì nhưng mà chỗ này trong cái ý hỏi đó là đã ngầm chỉ ra cái chỗ giác ngộ để trở về rồi, nhưng mà người nghe ít ai thấy được, cho nên thường thường là học là bỏ qua chỗ này. Cho nên chỗ này là chỗ quan trọng này đó, trong cái ý hỏi nhưng mà đã có cái câu đáp rồi. Nhưng mà thường thường người học thì không thấy được, cho nên là cứ theo cái câu hỏi, tức gọi là theo ngôn ngữ, rồi bị nó gạt nó chạy, nó cứ theo đó mà cứ suy luận đi ra thôi. Cho nên là mình học, nhất là mình mà tu thiền có được mắt thiền rồi thì mình mới thấy giống như mấy thiền sư rồi đó, thấy không? Khi hỏi đó thì mình cũng khéo để không bị các ngài gạt. Thì cái này cũng vậy đó. Tức là sao? Tức là đây đó, ý hỏi là ở trong cái tánh Như Lai tạng nó là sẵn thanh tịnh như vậy rồi, thì cớ gì mà lại bỗng sanh ra các thứ núi sông sai biệt vậy đó, rồi tương tục tiếp nối sanh diệt không dừng, thấy không? Tức là ở trong đó nó là không có, mà tại sao bây giờ lại bỗng sanh ra, thấy không? Nó ý là vậy. Nhưng mà ngay cái ý hỏi đó thì đã ngầm chỉ ra cái chỗ giác ngộ để trở về. Tức là sao? Tức là trong cái chỗ thanh tịnh sẵn như vậy rồi, nhưng mà là bỗng sanh ra các thứ đó, đúng không? Thì để rõ rằng sao? Nó không có thật thể, nó bỗng sanh mà, đúng không? Bỗng sanh tức là không, nó bỗng nó sanh. Thì tức là nó không có thật. Giống như mình vậy,
giờ thì đâu có mộng gì đâu, phải không? Giờ bỗng mệt mệt nhắm mắt một cái thì mộng, phải không? Thì đó là bỗng sanh gì nữa, mộng là bỗng sanh nói. Vậy mà bỗng sanh thì nó đâu có thật, mà không thật thì nghi gì, phải không? Thì tỉnh lại nó hết thôi, phải không? Nó là mộng là nó không thật rồi, thì vậy thì khi mình thức dậy thôi nó hết chứ có gì đâu, thì còn nghi gì nó sanh. Còn khi mà mình nghi nó sanh á thì tức là sao? Tức là chấp nó thật sanh mới nghi, phải không? Chấp nó thật sanh thì không biết làm sao nó diệt, phải không? Đó là nghi, là nghi chỗ đó. Thì đó là do cái lầm chấp của chúng sanh. À, cho nên mới thấy rằng là ngài ngài là chưa sạch hết cái vi tế hoặc là còn sở trí chướng là chỗ đó đó, còn thấy có pháp thật. À, cho nên là thấy nó thật sanh này, vì thấy nó thật sanh mới có nghi, phải không? Còn nếu rõ nó là không thật sanh, nó chỉ là bổng sanh thôi mà, bổng sanh không có thật gì hết, thì giác lên nó hết chứ có gì đâu, thì sao phải nghi? Thì nó cũng vốn là không thôi, thì tức là bản tánh nó cũng sẵn là thanh tịnh thôi chứ có gì đâu, chứ đâu phải do nó sanh đó là mất cái thanh tịnh, phải không? Thì vậy đâu còn nghi gì nữa. Đó, cho nên chỗ đó là chỗ vi tế. Cho nên ngay cái ý hỏi là đã có cái câu trả lời trong đó rồi. Đó, cho nên học là phải thấy chỗ đó đó, phải mắt sáng vậy đó, tin vậy đó, chứ còn không rồi cứ theo đó để mà suy luận nó càng đi xa. Tức là theo đó rồi cái lý luận sao nó sanh, là bỗng nó sanh sao đó, lý luận một dài hơi nữa thì càng mơ xa nữa, phải không? Còn đây thấy trở lại vậy là xong rồi, phải không? Tức là như vậy để rõ là nó sanh mà không có thật sanh, tức là không có cái tự ngã riêng sanh ra. Vậy thì ngay sanh tức là vô sanh rồi, phải không? Ngay khi nó sanh tức là vô sanh rồi. Như vậy nhưng mà chúng sanh vì lầm mê theo đó, cho nên mới thành ra gọi là vọng bị lưu chuyển, phải không? Đó. Lầm mê theo cái chỗ không thật sanh đó, cho nên mới vọng bị lưu chuyển. Nhưng mà tuy là bị lưu chuyển nhưng mà chỉ là vọng lưu chuyển thôi, phải không? Cho nên giác ngộ trở lại thì hết. Vậy để còn nghĩ gì nữa, phải không? Rõ ràng là như vậy. Không phải là mình phải gọi là có cái gì đó để mà trừ nó, phải không? Nó là vọng cho nên giác ngộ trở lại rồi thì nó hết. Chứ không phải là có thật. Rồi nếu nó có thật á thì rồi còn phải trừ nó nữa. Mà trừ thì chưa chắc gì hết, phải không? Nếu mà trừ mà nó có hết á thì nó còn có dấu vết. Nó còn có dấu vết cái chỗ mà trừ đó, phải không? Thì cũng chưa phải thật hết. Còn cái này nó là không phải vậy, phải không? Giác ngộ là thì nó hết, hết là coi sạch dấu luôn, phải không? Phải không? Giống như mình nằm mộng tỉnh rồi thôi là hết thôi, không còn dấu vết gì hết, phải không? Chứ còn nó có thật thì còn phải quét rồi trừ nó khi nó tan nó hết rồi thì còn có dấu nó để lại cái dấu đó, thì đó là thành thật. Cho nên ở đây là mình thấy được vậy đó thì tuy là nó sanh thì cũng là vọng sanh, rồi lưu chuyển cũng là vọng lưu chuyển thôi, cho nên giác ngộ trở lại thì vượt qua cái vọng sanh đó, thấy không? Như vậy thì tức là khi mê thì nó cũng không mất cái gốc chân thật sẵn thanh tịnh, gọi là bản nhiên thanh tịnh, không? Khi mê cũng không mất cái bản nhiên thanh tịnh, không? Rồi khi ngộ trở lại thì cũng không phải là mới có, không phải là mới thành, mà nó cũng vẫn là bản nhiên thanh tịnh. Thì vậy còn gì nghi nữa, không? Đâu có mất mà cũng đâu có được gì, thì nó cũng vẫn là bản nhiên thanh tịnh thôi. Thì vậy đâu phải là do nó sanh mấy thứ này rồi cái nó mất cái bản nhiên thanh tịnh kia, không? Vậy thì đâu còn phải nghi nữa, nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái yếu chỉ tu hành là chỗ đó đó, mình thấy được chỗ đó rồi hả, không? Thì thấy cái niềm tin của mình là vững chắc, không? Không có gọi là lay chuyển. Đây là ngài mới hỏi tức là theo cái chỗ nghi của ngài đó, bởi vì ngài nghi là nó sanh là thành ra có thật sanh rồi thì nó thật có ngại, cho nên mới hỏi nè. Lại nữa, Đức Như Lai nói đất nước lửa gió bản tính viên dung khắp giáp cả pháp giới, vắng lặng thường trụ,
Bạch Thế Tôn, nếu tính đất trùm khắp thì làm sao dung chứa được nước? Còn nếu tính nước trùm khắp thì lửa không thể sinh. Lại, làm sao chứng tỏ hai tính nước và lửa đều khắp giáp cả hư không mà chẳng lấn diệt lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tính đất thì là chướng ngại, còn hư không thì là rỗng suốt, làm sao cả hai đều trùm khắp pháp giới? Hiện nay con không biết nghĩa ấy thế nào, cúi mong Đức Như Lai mở lòng đại từ vén mây mờ cho chúng con, tức là cho con đó và cả tất cả đại chúng. Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, kính mong lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai. Đó. Thì ở đây là rõ ràng là để thấy rằng cái chỗ lầm của Ngài đó, thấy không? Tức là Ngài hỏi như vậy thì Phật nói là cái gọi là cái tánh Như Lai Tạng thì nó trùm khắp pháp giới. Rồi như ở trước nói đó là tánh đất, nước, gió, lửa, kiến đại, không đại, thức đại, nó cũng đều là duyên dung trùm khắp cả pháp giới hết. Thấy không? Thì đây Ngài nói như vậy thì Ngài còn có chỗ nghi. Thấy không? Bởi vì nước với lửa thì nó trái nghịch nhau. Mà làm sao hai cái đều duyên dung khắp pháp giới hết được? Phải không? Nếu mà nước mà nó trùm khắp pháp giới thì nó dập tắt lửa. Phải không? Thì làm sao mà hai cái mà cùng duyên dung được hết được? Rồi cũng như đất và hư không, đất nó là ngăn ngại, còn hư không nó là trống rỗng. Mà như vậy thì nếu mà đất mà nó cũng trùm duyên dung trùm khắp pháp giới nữa thì làm sao mà hư không nó còn có được? Thấy không? Thì vậy là khó hiểu. Mà đúng là theo, nếu mà nhìn theo cái thấy của mình đây thì cũng nghi kiểu đó, phải không? Rõ ràng, thấy không? Nếu mà lửa mà nó trùm khắp hết pháp giới, rồi nước nó cũng trùm hết pháp giới, thì vậy thì nước mà nó chứa ở đâu, lửa chứa ở đâu, là gió nó cũng trùm khắp nữa, vậy thì gió mà trùm khắp nữa là thổi tắt lửa hết. Phải không? Thì vậy làm sao mà duyên dung được, gọi là duyên dung vô ngại. Đó, thấy rõ ý đó. Thì ở đây là không có gì lạ, là như đã nói đó, là bởi vì lầm chấp là nó thật sanh. Chính vì cho nó thật sanh tức là nó có thật ngã, thấy không? Thật ngã tức là có cái tự thể hay là cái tự ngã riêng của nó là thật. Chính vì thấy thật cho nên mới có ngại, thấy không? Tức là ở đây hỏi vậy đó, đó là Ngài hỏi mà cũng là hỏi cho chúng sanh luôn, thấy không? Tức là ở trên cái tướng vọng sanh, thấy không? Ở trên cái tướng vọng sanh đó, tức là cái tướng mà bổng sanh đó, lầm chấp là thật cho nên mới có cái nghi này. Mà nghi này tức là sao? Tức là thấy ngoài tâm có pháp thật cho nên mới còn có nghi. Tức là ngoài tâm mà có pháp thật cho nên mới có thấy ngại vậy đó. Còn nếu mà rõ là tất cả đều là tự tâm sanh, không, ngoài tâm không có một pháp thật thì đâu có cái gì ngại nhau, phải không? Bởi vì nó là đã là bổng sanh mà, dù cho là đất nước gió lửa núi sông hư không gì, nó cũng là từ trong cái Như Lai tạng tánh thanh tịnh sẵn có đó, mà nó là bổng sanh mà. Bổng sanh tức là không có cái tự thể thật sanh, mà nó vẫn nguyên là Như Lai tạng tánh thanh tịnh thôi, không? Thì vậy còn nghi gì mà nó ngăn ngại nhau, phải không? Như ví dụ như là những cái hình bóng ở trong tivi, hình bóng ở trong tivi thì tuy là nó có hiện bài đầy đủ rõ ràng hết đó, nhưng mà đâu có cái nào ngại nào, phải không? Nó thấy rõ trong hình bóng tivi đó, nhiều khi là cũng núi non đầy trong đó, không? Rồi
biển cả cũng đầy trong đó, nhưng mà đâu có nào ngại nào. Phải không? Rõ ràng thôi, đâu có nào ngại nào đâu. Nó là bởi vì nó không có thật thể. Thì cái này cũng vậy, nó là bổng sanh mà, bổng sanh tức là không có thật thể, thì có gì ngại. Còn thấy ngại là do chấp thật, tức là ngoài tâm mà thấy có pháp thật đó. Cho nên chính chỗ đó là ngại, chỉ ngại chỗ đó đó. Mà thấy ngại là cũng chính là do cái tưởng làm ngại, giống gì hết, do cái tưởng làm ngại thôi, thấy không? Cho nên sạch cái tưởng này thì hết ngại. Thì đó là để nói rõ lên, đây là cái lầm ở trên cái nghĩa bổng sanh mà thấy thành thật sanh, thấy không? Cho nên đó là cái chỗ vi tế hoặc, đó là cái chỗ mà mình cần phải quán chiếu cho thật sâu, thấy không? Để mình phá cái lầm vi tế này, thấy không? Đây là không phải dễ, cho nên cũng không phải lý luận suông mà hết nổi, cho nên không phải dỗi nói mà được, là vậy đó. Mặc dù ngài Phú La là thuyết pháp bậc nhất mà cũng còn nghi chỗ này, là không phải nói dỗi mà được. Cho nên nghĩa là ngộ được cái nghĩa bổng sanh đó, đó là quan trọng. Ngộ được cái nghĩa bổng sanh đó là giải tỏa được cái nghi này thôi. Thấy không? Đó. Cho nên ở trong nhà thiền mình, khi mà đọc ngài Lâm Tế đó mới thấy ngài có khi ngài chỉ nói thiền thôi, nhưng mà mình thấy là ngài giảng kinh Lăng Nghiêm rất là hay, giảng bằng ngôn ngữ thiền. Thấy không? Thì ví dụ như có đoạn ngài nói rằng có một người thường ở dưới đường mà chẳng lìa nơi nhà, thường ở dưới đường nhưng mà chẳng lìa nơi nhà cửa, còn có người lìa nhà mà chẳng ở dưới đường, thường ở dưới đường mà không lìa nhà, không lìa khỏi nhà, còn người thì lìa nhà mà không có ở dưới đường. Thì đúng là nếu mà mình mà hiểu theo kiểu mà ngôn ngữ của thế gian không hiểu nổi. Ở dưới đường tức là không ở nhà rồi, phải không? Tức là lìa có nhà mới ra ngoài đường, phải không? À, còn ở ngoài đường tức là không ở nhà. Còn ở đây người nói là thường ở dưới đường mà không lìa khỏi nhà, phải không? Còn có người là lìa khỏi nhà nhưng mà không ở dưới đường. Thì vậy sao hiểu? À, nhưng mà chính đó là ngài giảng kinh Lăng Nghiêm ở chỗ này đó, giảng chỗ này rất hay đó. Không giảng bằng ngôn ngữ của kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà chính là giảng kinh Lăng Nghiêm. Tức là sao? Ở dưới đường tức là bổng sanh đó. Ở dưới đường tức là bổng sanh gì nữa? Không là đang ở chỗ gọi là thanh tịnh bản nhiên mà bổng sanh, tức là ở dưới đường. Là quên mất nó rồi, quên mất cái gốc này rồi là ở dưới đường chứ gì nữa. Phải không? Nhưng mà sao? Nhưng mà tuy là bổng sanh đó, nhưng mà vẫn không rời khỏi cái bản nhiên thanh tịnh. Cho nên là tuy ở dưới đường mà không rời khỏi nhà. Thấy không? Rồi, mình thấy không? Đúng là ngài giảng rất hay, giảng kinh Lăng Nghiêm rất là hay. Nhưng mà không bằng ngôn ngữ của kinh, bằng ngôn ngữ thiền. Nghĩa là ở ngay đang ở trong cái chỗ thanh tịnh, bản nhiên, sẵn vậy rồi, thì bổng sanh tức là ở dưới đường gì nữa. Quên mất nhà rồi, rời khỏi nhà rồi, bổng sanh là rời khỏi nhà rồi, là ở dưới đường gì nữa. Nhưng mà tuy ở dưới đường, tuy là bổng sanh đó, nhưng mà vẫn không mất cái gốc bản nhân thanh tịnh sẵn có. Cho nên là tuy là ở dưới đường, nhưng mà vẫn không rời khỏi nhà. Rõ ràng, tức là vẫn không rời khỏi cái bản nhân thanh tịnh. Cũng như là tuy lìa nhà tức là bổng sanh, nhưng mà vẫn không có thật sanh, bổng sanh nhưng mà không có thật sanh, cho nên là chẳng có ở dưới đường. Như vậy thì tuy thường ở dưới đường nhưng mà cũng đâu có ngại gì với nhau, phải không? Ở dưới đường mà không ngại gì với nhau hết, đâu có lìa khỏi nhà. Vậy thì đâu có gọi là mê cái ở dưới đường mà thành ngại, phải không? Cho nên là mình mới thấy như vậy thì ngay đó là
Ngài cũng chỉ rõ cái ý nghĩa này, không? Nhưng mà nói ngài nói bằng cái ngôn ngữ thiền. Đó. Và vậy mới thấy là đúng là ngài giảng Kinh Nghiêm tuyệt vời. Giảng vậy mới là giảng tuyệt vời. Đó. Đó, đó thì đó là để nói lên cái đoạn đó, không? Cho nên ở đây thì ngài Phú Hồ Na ngài trình bày cái nghi của ngài đó để xin Đức Phật để mà từ bi chỉ dạy. Thì vậy thì nếu mà mình mà khéo, không, gọi là khéo nghe rồi ngay đó thì mình đã thấy được, không, cái ý trả lời rồi, trong cái ý hỏi đó, không, đã có câu trả lời rồi. Đó. Thì đây là Phật mới dạy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lâu Na và các hàng lậu tận vô học A-la-hán trong hội rằng: hôm nay Như Lai khắp vì trong hội này tuyên nói tính chân thắng nghĩa trong pháp thắng nghĩa. Đó, vì nhớ kỹ không? Đây là nói cái tính chân thắng nghĩa trong pháp thắng nghĩa, khiến cho hàng định tính thanh văn trong hội và hết thảy các bậc A-la-hán chưa được hai pháp nhân không, pháp không, phát tâm hướng về thượng thừa đều được chỗ tu hành chân chính thiết thực không sao động của cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Nay ông hãy lắng nghe kỹ, tôi sẽ vì ông tuyên nói. Thì ông Phú Lộ Na vân vân im lặng cung kính chờ nghe pháp âm của Phật. Đó, tức là đây là Phật tuyên bố ngài sẽ nói về cái nghĩa gọi là cái tánh chân thắng nghĩa trong pháp thắng nghĩa. Đó. Thì vậy mình mới thấy vậy chỗ này là không phải là chỗ tầm thường, nó là thắng nghĩa mà ở trong thắng nghĩa nữa. Nói cái thắng nghĩa không là mình thấy là sâu xa rồi, mà cái này nó là thắng nghĩa trong thắng nghĩa nữa, thì biết là nó là hết sức sâu xa. Thì vậy tức là không phải là cái chỗ mà dễ dàng suy nghĩ cạn cợt mà được, phải không? Đó. Mà đó gọi là cái nghĩa lý rốt ráo chân thật đó. Đó. Mà gọi là sao? Khiến cho hàng gọi là định tánh thanh văn và các bậc A-la-hán phát tâm hướng về thượng thừa. À, tức là vượt lên thành Phật. Không? Đó. À, tức là ở đây là để nói lên rằng gì thì các bậc thanh văn, các bậc A-la-hán, không, mà gọi là hướng tâm về thượng thừa đó. Tức là sao? Tức là chuyển tâm để vượt lên thành Phật. Vậy thì cũng nói lên là ý nghĩa là tất, bởi vì tất cả đều có đủ Phật tánh. Không? Thành ra như vậy thì mình mới thấy rằng trước kia có chỗ thì Phật nói rằng hàng thanh văn thì giống như là sao? Khôi thân diệt trí, giống như là hạt giống khô cháy, không còn nảy mầm nữa, phải không? Thì đó là một cách nói phương tiện để mà gọi là một là ngăn ngừa, một là để mà đánh thức, để thức tỉnh cho những cái vị đó thôi. Chứ không phải nói vậy đó là coi như là các vị đó là hết phần thành Phật. Phải không? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì các ngài cũng có Phật tánh vậy. Phải không? Tất cả chúng sanh mà còn có Phật tánh mà. Tại sao các ngài không có được? Phải không? Mà đã có Phật tánh thì tại sao mà không thể thành Phật? Tại sao gọi là như hạt giống mục? Phải không? Đó. Cho nên rồi đó cũng là một cách nói thôi. Cho nên ở đây là thì Phật nói rõ nè, đây là các hàng định tánh thanh văn, các bậc A-la-hán hướng tâm về thượng thừa, thì đây đúng là chuyển tâm thành Phật đấy. Đó. Rồi chưa được hai pháp nhân không và pháp không, tức là hàng thanh văn A-la-hán là chỉ được nhân không, tức là cái nhân vô ngã, chưa được pháp vô ngã, cho nên gọi là chưa thật được rốt ráo. Phải không? Gọi là rút ráo thượng thừa. Cho nên đây Phật mới nói đến cái nghĩa rút ráo này nè, gọi là cái nghĩa mà chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa nè, để cho các ngài nghĩa là vượt lên nè. Rồi chữ gọi là
thiết thực không dao động. Thì đây cũng là cái dịch 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 thoát chút. Nguyên văn chữ Hán là chân a luyện nhã, hay là a lăng nhã. Mà a lăng nhã là gì? A lăng nhã là chỉ cho là cái chỗ yên vắng, không có ồn náo, không và chỗ a lăng nhã, không ví dụ chỗ chư tăng thường ở nơi xa vắng thành thị, không có ồn náo, thì đó gọi là a lăng nhã hay là a luyện nhã, không. Nhưng mà ở đây á thì ngài đây gọi là chân a luyện nhã, tức là chỗ mà chân thật nó vắng lặng không ồn náo. Còn cái a lăng nhã kia đó thì chỉ là nó yên vắng không ồn náo là thuộc diệt cảnh thôi, xa thành thị nó không ồn náo thôi, nhưng mà không phải là thật không ồn náo. Không? Nếu ở trong đó mà tâm lăng xăng thì còn ồn náo như thường à. Phải không? À, cho nên đó chỉ là ý nghĩa tương đối thôi, chứ chưa phải là chân a lăng nhã. Còn cái chỗ này Phật mới nói đây mới chính là cái chỗ mà để gọi là chân a lăng nhã này. Tức là tâm tịch diệt nhất thừa. Nó vượt qua tất cả tướng động tịnh. Phải không? Này. Cho nên tuy ở trong động mà vẫn không động thì đó mới gọi là thật là a lăng nhã. Tức là để nói lên đây không phải giống như là cái cảnh mà ở xa thành thị yên vắng không ồn áo, nó bình thường vậy, thấy không? Mà đây là cái chỗ gọi là tịch diệt nhất thừa, tức là cái tâm gọi là tịch diệt, tức là diệt mà chưa từng diệt, ở trong động mà là thường tịch, tức là lìa cái tướng lấy bỏ đây kia, rồi đây mới gọi là chân a luyện nhã hay là tịch diệt nhất thừa. Tức là tịch diệt mà của nhất thừa. Chứ không phải là cái tịch diệt của nhị thừa. Tịch diệt nhất thừa thì nó còn có đối đãi, không? Tức là bỏ sinh tử, chứng niết bàn thì đó là cũng là tịch diệt, không? Còn đây là ngay trong sinh tử mà chưa từng sinh tử, không? Tịch diệt nhất thừa. Không? Đó. Thành ra chỗ này là chỗ mà gọi là Phật dạy, không? Ý nghĩa nó có phần gọi là sâu xa là như vậy đó. Đây gọi là cái nghĩa gọi là chân thắng nghĩa ở trong thắng nghĩa. Thì như vậy thì để nhắc cho mình nghe đến những cái chỗ này là phải hết sức là chú tâm lắng lòng để mình nghe cho thật kỹ, thật sâu thì mới cảm được, chứ còn không phải là nghe hời hợt. Nghe cái nghĩa thắng nghĩa bình thường không là đã khó hiểu rồi, còn cái này gọi là thắng nghĩa trong thắng nghĩa nữa. Đó thì phải hết sức rồi chú tâm đó. Thì đó là cái coi như là Phật trước khi chỉ dạy đó là Phật cũng vừa là gợi ý không, mà vừa là cũng nói rõ cái nghĩa sâu xa ở phía sau đó không, để cho người nghe thật kỹ đó. Cho nên đây ngài bảo nè, nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông nói đó. Thôi thì bữa nay học từ đây, bữa nay thì học tiếp đến cái đoạn nêu về cái bản tính để chỉ rõ căn nguyên hư dối. Tức là đến đây thì Phật bảo ông Phú Lô Na, tức là trên ông Phú Lô Na thưa hỏi đó, thì đến đây là Phật mới bảo Phú Lô Na, như lời ông hỏi, tính bản nhiên thanh tịnh vì sao bỗng sinh ra núi sông đất liền, ông chẳng thường nghe Như Lai chỉ dạy tính giác diệu minh, bản giác minh diệu hay sao? Ông Phú Lô Na thưa, đúng như thế. Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy nghĩa ấy. Nghe tức là từng nghe Phật dạy về cái điều đó. Nghe tức là ở trên thì Ngài hỏi Đức Phật không, là về cái bản tính đó là vốn sẵn thanh tịnh, không? Nhưng mà tại sao lại gọi là bỗng mà nó sinh ra có núi sông đất liền vân vân các thứ, nó đã thanh tịnh sẵn vậy rồi tại sao nó sinh vậy đó? Thì ở đây là Phật mới nhắc lại, mới chỉ ra, tức là
ông chẳng từng nghe Như Lai chỉ dạy là tánh giác diệu minh, là bản giác minh diệu, không? À, tức là Phật nhắc lại Ngài đã từng dạy cái nghĩa này rồi, thì nếu rõ nghĩa này thì sẽ sáng được cái ý kia, không? Thứ nhất là tánh giác diệu minh, không? Nghĩa là sao? Tức là cái giác mà ở trong cái tự thể, tức là ngay trong cái tự tánh đó, không? Thì nó vốn là diệu minh, không? Tức là diệu, là minh, vừa diệu mà vừa minh. Diệu tức là nó nhiệm màu sáng suốt, diệu là nhiệm màu, minh là sáng, không? Tức là nó vốn là nhiệm màu là sáng suốt, không? Tức là ở trong cái tánh giác đó, không? Cái giác mà ở ngay trong cái tự thể đó thì nó vốn là đầy đủ sự nhiệm màu sáng suốt, không có đợi thêm cái gì khác. Chữ diệu tức là nó nhiệm màu tức là nó vượt ngoài cái phân biệt đối đãi. Nhưng mà gọi là nó diệu, nó nhiệm màu, nó gọi là bất tư nghị như vậy đó. Nhưng mà nó lại sáng, tức là nó sáng suốt, rõ ràng, chứ không phải là nó vô tri, không biết gì cả. Đó. Tức là không phải là vượt ngoài phân biệt rồi, là nó như cây đá, không biết gì hết, mà nó lại sáng suốt, cho nên diệu mà minh. Chính vì chỗ đó là chỗ mà khó hiểu với người thế tục, hay là với người mê. Cho nên rồi đến chỗ này thì thường bị mê chỗ này, rồi cũng lầm ở chỗ này, không? Tức là nó nhiệm màu, nó vượt ngoài phân biệt, không? Nhưng mà nó lại sáng suốt, rõ ràng, chứ không phải là vô tri, không biết gì hết, không? Đó. Thì như vậy, tức là đó là cái tâm nó thanh tịnh ở trong tự tánh, không? Nó là tâm thanh tịnh trong tự tánh, cho nên nó không có bị ô nhiễm hết, cho nên nó là diệu minh, không có gì nhiễm ô được nó. Rồi bản giác là minh diệu, không? Tức là bản giác là tức là cái giác mà sẵn nơi gốc đó, không? Bản giác là đối với thủy giác, thủy giác là cái mới giác, không? Tức là mới giác trở lại. Nhưng mà cái mới giác sở dĩ mà có chia bản giác có chia thủy giác đó, là do nói theo cái người mê. Tức là do trước kia mình quên cái tánh giác, không? Cho nên rồi mê cho nên là bây giờ mới giác trở lại, thì giống như là thủy giác. Nhưng mà thủy giác thì nó cũng chính là bản giác, tức là thủy giác là nó hợp với bản giác, chứ không phải là ngoài bản giác, mà riêng có thủy giác, tức là giác, riêng có cái giác thứ hai. Nhưng mà do mê á, thì tạm lập vậy thôi. Thì ở đây gọi là bản giác nó là minh diệu, tức là giác trở lại nơi cái tánh giác sẵn có đó, thì nó là sáng suốt, là nhiệm màu, không thể nghi bàn, cho nên nó là minh diệu, không? Tức là sáng lại nó là nhiệm màu sáng suốt, không? Như vậy thì nó sáng mà nó nhiệm màu, tức là sáng mà nó diệu, tức là nó bật cái tướng sáng, sáng mà nó dứt bật cái tướng sáng, lìa cái tướng phân biệt, cho nên nó không có thêm cái tướng sáng nữa. Đó là nó mới là cái gọi là đặc biệt, không? Sáng nhưng mà nó là lìa cái tướng sáng, cho nên nó không có cái đối tượng để sáng, không? Đó. Nghĩa là sáng mà không có đối tượng để sáng, tức là không thành có gọi là đối đãi phân biệt á. Còn chính chút xíu nữa, phần sau đó Phật mới chỉ ra cái lỗi của cái giác minh, không? Là quên cái giác, cho nên rồi tách cái sáng ra để mà thành ra soi sáng trở lại cái giác. Tức là sáng mà có sáng là phải sáng cái gì đó, không? Thì mới thành sáng, không? Mà có sáng cái gì đó thì tất nhiên là có năng có sở, không? Thì cái sáng đó không phải là diệu, còn cái sáng này mới là diệu, cho nên gọi là minh diệu, không? Như vậy tức là không phải nhờ có cái sáng mới thành giác,
Cho nên gọi là bản giác là minh diệu đó, không? Nó là vốn sẵn là sáng, không? Cho nên không phải nhờ có cái sáng mới thành giác, mà là cái thể giác nó sẵn ở trong tự tánh, à, sẵn đủ cái tính sáng. À, nhưng mà gọi là ở trong đây á, nhích một chút thì nó liền thành bổng sanh. Nó tức là nó là gọi là giác, trong cái thể giác thì nó sẵn giác, rồi nó sẵn là minh, không? Tức là sẵn sáng, cho nên nó gọi là nhiệm màu. Nhưng mà ngay đó không khéo á thì trở thành bổng sinh, là rơi vào bất giác, không? Tức là sao? Tức là cái giác thì nó sẵn sáng, nhưng mà không khéo á thì gọi là theo cái sáng, không? Rồi để mà sáng trở lại cái giác. À, tức là giống như là quên cái giác mà theo cái sáng để mà sôi ra ngoài. Đó, thì cái đó thành ra là bổng sanh. À, nó sẵn sáng rồi mà tưởng đâu là nó thiếu sáng, cho nên rồi mới kiếm cái để cho nó sáng. Nói cho nó dễ hiểu đó, kiếm con cái gì đó để cho nó sáng, sợ nó không sáng. Đó, thì cái đó là cái lỗi của chúng sanh, là gọi là bổng sanh đó. Mà đa số chúng sanh là sống vậy đó. Cho nên người đời ai về tưởng đâu mình là thiếu biết, thiếu giác, cho nên là luôn đi tìm biết, tức là đi tìm hiểu biết, đi tìm để giác. Cho nên luôn luôn là đi tìm có cái duyên để cho mình duyên đó. Sợ không có duyên là tâm không biết nó thành ngu, phải không? Nên lúc nào cũng phải đi tìm duyên hết. Gọi là duyên ra cảnh, duyên ra trần, phải không? Luôn luôn là đi tìm để duyên, tức là tâm luôn luôn đi tìm cái để duyên. À, sợ nó không biết. À, cho nên mà cái đó thuộc về cái gọi là cái ngọn rồi. Còn ngay trong cái gốc này nè, ngay chỗ này nè, ngay chỗ cái gọi là cái giác mà nó sẵn sáng đây đó, thấy không? Đó, mà chợt bỗng cái là mê nó, thành ra là theo cái sáng để mà sáng ra soi ra ngoài đó, thì đó là bỗng sanh, là thành ra là thế giới núi sông rồi là nó bỗng sanh là chỗ đó đó, không? Cho nên chỗ này gọi là chỗ vi tế hoặc rất là khó hiểu. À, mà thấy được chỗ này rồi là thấy trở lại cái gốc, không? Đó. Thì như vậy tức là tánh giác nó là diệu mà là minh, không? Đó. Tức là nó nhiệm màu mà nó sáng. À, và tuy sáng, không? Mà nó lại là diệu, là sáng mà nó diệu, tức là nó lìa cái tướng sáng, không? À, tức là lìa tướng phân biệt. À, thì mới là bản giác, không? Tức sáng mà nó diệu, nó lìa cái tướng sáng thì nó mới là bản giác, không? Còn bỏ cái diệu mà theo cái minh đó, không? Là đi xa cái bản giác, không? Đó, chỗ đó là chỗ mà gọi là vi tế. Cho nên phải học rồi quán chiếu thường xuyên kỹ để cho phát minh ra chỗ này, thì gọi là trừ cái lầm mê từ muôn thở, chứ không phải là chỉ cái mê hiện tại thôi, mà trừ cái lầm mê từ muôn thở, tức là cái vi tế hoặc. Cho nên ở trước là ngài A Nan, ngài thỉnh Phật là thẩm trừ vi tế hoặc đó, thì đây Phật mới chỉ ra đó. À, đây gọi là cái mê lầm vi tế từ ngay cái bất giác ban đầu. Nó thấy chỗ này là thấy ngay cả một cái niệm bất giác từ ban đầu, chứ không phải là chỉ cái bất giác hiện tại thôi. Bất giác hiện tại đây là chỉ là bất giác theo cảnh là thôi, hay không? Còn đây là cái bất giác từ ban đầu, chứ không phải là tầm thường. Cho nên thấu chỗ này rồi là phá căn bản vô minh, chứ không phải là đơn giản, không? Là, nhưng mà khó hiểu, không? Rồi bởi vì nó là gọi là cái bất giác từ ban đầu mà, gọi là căn bản vô minh nè. Cho nên rồi sống theo cái tình thức này thì không hiểu nói. Cho nên rồi mới nghe thì thấy là khó hiểu, nhưng mà quán càng kỹ, càng sâu phát minh chỗ này rồi thì mới thấy đó là cái lẽ thật mà mình bỏ quên, gọi là bất giác. Cho nên ở đây là Phật mới gợi ý thôi,
Thì ông Ngài Phú Lô Na, Ngài mới thưa đó, đúng như vậy, thì con từng nghe Phật dạy cái nghĩa ấy. Đây là Phật mới nói rõ thêm nè. Tức là Phật mới hỏi, thì ông bảo cái giác minh là vì bản tính nó là minh nên gọi là giác, hay là vì cái giác nó chẳng minh, chẳng minh tức là chẳng sáng đó, mà gọi là minh giác, thấy không? Minh giác tức là sáng trở lại cái giác. À, tức là câu hỏi của Phật, thấy không? Thì Ngài hỏi câu hỏi là có hai ý, thấy không? Ông bảo là cái giác minh, tức là cái giác minh là cái giác mà nó sáng suốt đó, thì bản tính của nó là tự sáng cho nên gọi là giác, hay là vì cái giác nó chẳng có sáng mà gọi là minh giác, tức là nhờ để cái sáng sáng trở lại cái giác. À, thì ông Phú Lô Na mới thưa, nếu cái chẳng minh đó gọi là giác thì không có sở minh, thấy không? À, không có sở minh tức là không có cái chỗ để sáng, tức là không có đối tượng đó. À, thì Phật dạy nếu không có sở minh, thấy không? À, sở minh tức là cái chỗ để mà sáng đó, thấy không? Là không có minh giác, thấy không? Còn có sở minh thì không phải là giác. À, không sở thì không phải minh. Tức không sở tức là không phải, không có cái chỗ, cái đối tượng đó, thấy không? Thì không phải là minh. Còn không minh á thì lại chẳng phải là tính giác trạm minh, tức là cái tính giác nó trong lặng sáng suốt, thấy không? À, tính giác hẳn là minh do vọng mà làm thành minh giác, thấy không? Đó. Vậy thì giác không phải là cái sở minh, tức là cái chỗ mà cái được soi sáng, tức là cái giác nó không phải là cái mà được sáng, được làm cho sáng, thấy không? À, nhân minh mà lập sở, tức là nhân cái sáng mà lập thành cái sở, tức là cái chỗ, cái đối tượng. À, sở đã lập, đã vọng lập thì liền sanh cái vọng năng nơi ông. Tức là có cái chỗ đối tượng thì phải có cái hay đối lại nó, tức là gọi là có cái năng. À, thì chỗ này là chỗ mà vi tế Phật chỉ ra đây. À, tức là trước là Phật gặng hỏi để cho thấy rõ, không? Cái minh nó thành ra vọng, không? À, tức là gặng để mà để cho chỉ thấy rõ ra đó, chính cái minh mà nó thành ra vọng. Minh tức là cái sáng, không? Do cái sáng đó mà nó thành ra là vọng. Sáng là theo nó, cái sáng đó, không? Rồi theo sáng đó để đi ra ngoài, rồi quên mất cái giác, không? Thì thành ra vọng. À, tức là Phật nói là ông cho rằng cái giác minh đó, giác minh thì tức là cái giác mà nó sẵn là sáng rồi, không? Vậy thì là bản tánh nó là tự nó là minh, không? Tức là bản tánh nó tự là sáng, không? Thì gọi là giác, không? Hay là cái giác này nó chẳng có sáng, không? Mà gọi là minh giác, tức là phải nhờ cái sáng để mà sáng mới thành gọi là giác. Tức là nó bản tính nó là không là chẳng có sáng, cho nên phải nhờ cái sáng để mới thành giác, chưa gọi là minh giác. Tức là nhờ cái minh mà thành giác, không? Tức là nhờ minh thành giác, tức là minh trở lại cái giác, không? Tức là phải nhờ có cái sáng mà nó soi sáng trở lại cái giác thì mới thành giác. Hay là bản tánh nó là nó tự là sáng rồi, cho nên gọi là giác, không cần phải thêm cái minh nữa mới thành giác, không? Đó. À, vậy tức là sao? Đây là Phật gặng hỏi để cho thấy là cái lỗi tại cái chỗ minh, không? Tức là nhờ cái sáng nó làm sáng cho cái giác, không? À, thì như vậy tức là thành ra cái giác nó là không sáng, phải không? Giác nó hay là nó thiếu sáng, cho nên là phải nhờ cái sáng, không? Thì nó làm cho giác, cho sáng là mới thành giác. Vậy thì thành ra cái giác đó là sao? Là vọng giác, không? Đó là cái giác của mình đó, cái giác của mình là kiểu đó đó, là vọng giác đó. Tức là nó giờ thấy nó như là thiếu sáng, cho nên là phải nhờ cái sáng để mà làm cho nó sáng được cái giác.
À, thì ngay đây thì ngài Phú Lô Na ngài liền rơi vào bẫy. Phật hỏi đó, không? Hỏi đó là để gợi ý, không? Mà không khéo là cũng rơi vào bẫy. À, tức là câu hỏi của ngài là ra thành hai, đặt hai cái trường hợp là cái giác nó sẵn là sáng cho nên gọi là giác, không? Hay là nó chẳng sáng mà nhờ có cái sáng để mà làm cho nó sáng thì mới gọi là giác. Nó hai câu. Thì đúng là theo cái hiểu của người mình hiểu và theo cái tình thức á, thì đúng là phải nhờ có sáng để mà soi sáng nó cái giác. Cho nên mình tu là đem trí tuệ để mà soi sáng, phải không? Nghĩa là đem trí tuệ để mà soi sáng mới thành giác. À, thì là đúng là rơi vào bẫy liền, phải không? À, cho nên ở đây là chính ngay cái chữ minh này nè, ngay cái chữ minh này đó, mà nó là chơn, rồi cũng chính ngay cái chữ minh này mà nó thành vọng này, chứ không gì khác, ngay nó, ngay cái chữ minh này, ha. Cho nên là Phật mới đem cái chữ giác minh á, ông chỉ bảo là cái giác minh đó nó là bản tính là sáng, là giác, hay là nó chẳng sáng rồi mà nhờ có cái làm sáng cho nó thì mới gọi là minh giác đó. Thì vậy ngay cái chữ minh đó, ngay chữ minh đó mà nó là chơn, rồi cũng ngay chữ minh đó mà nó thành vọng đó. Cho nên chỗ này là chỗ và hết sức rồi chín chắn. Cho nên mình tu mà quán kỹ chỗ này đó, không thì vọng tưởng không sanh nổi, không? Không, vọng tưởng mà lăng xăng là không có hiểu nổi tới chỗ này, không? Mà thấy được chỗ này rồi là vọng tưởng không sanh nổi. À, nghĩa là sao? Nghĩa là ngay chữ minh, ngay chữ minh đó đó nó là chơn, cũng ngay chữ minh đó là vọng. Minh mà diệu á thì tức là sao? Minh mà diệu tức là nó không rời bỏ cái tánh giác, không? Nó sáng nhưng mà nó không rời tánh giác để mà nó sáng ra bên ngoài, không? Đó. À, thì đó là chơn, không? Đó. Còn nó minh mà nó bỏ mất diệu, không? Đó. Minh mà nó bỏ mất diệu tức là nó rời tánh giác, không? Thành ra có cái tướng sáng, tức là tướng để nó soi sáng, tướng để cho nó minh, không? Tức là rời tánh giác này nó minh ra cái gì khác đó, tức là nó sáng cái gì đó, không? Có cái để cho nó sáng đó, thì thành vọng. À, mình thấy không, nó chút xíu cho đó thôi. À, à, tức là nó hướng về có một cái để cho nó minh đó, thì nó thành vọng. À, mà nó đã hướng về có một cái để cho nó minh thì tức là sao? Tức là thành ra phải có cái hay minh, có cái đối tượng để minh thì có cái là minh trở lại cái đối tượng đó, thành ra có năng có sở, không? Có cái để minh tức là sở, mà có sở thì phải lập cái năng để mà đối với cái sở đó. Tức là minh có cái để minh thì cái gì minh cái đó, không? Thì tức là năng minh, tức là có năng có sở, đó là cái mà gọi là đi vào bất giác đó. Từ cái chỗ mà không năng không sở biến thành có năng có sở, đó là cái chỗ mê của chúng sanh mà mình đang sống, là sống chỗ này đây, luôn luôn sống trong cái chỗ có năng có sở là vậy đó. À, cho nên theo cái minh bỏ quên cái giác đi vào cái hư vọng, cũng cái minh đó mà trở về cái giác thành chơn. À, cho nên chỗ đó chỗ vi tế, nghĩa là mình quên cái giác nó là thường sáng hay là tự sáng. Cái giác nó là thường sáng mà khiến thành ra cái có cái chỗ để sáng đó, đó là chỗ mê, là chỗ đó. Quên cái giác nó vốn là thường sáng mà giờ biến nó thành ra có chỗ để sáng, đó, tức là thành ra đối tượng có sở. Vậy tức là có chỗ để sáng, tức là thành ra sáng cái gì đó, đó tức là quên cái giác rồi, giờ sáng cái bên ngoài, nó là tự sáng rồi mà đây là quên nó để mà muốn cho có sáng cái gì đó, sáng gì đó tức là hướng ra ngoài, đó, chạy ra ngoài thì đó là mê chứ gì. À, vậy tức là có cái đối tượng để sáng thì vậy thì đã thành có cái đối tượng để sáng thì sao, thì phải có cái hay sáng được cái đối tượng đó, thấy không? Đó thì năng sở đó. Như vậy tức là có cái vọng năng,
cái kia là vọng sở, bây giờ thêm cái vọng năng, hai cái đều là vọng hết, vọng năng vọng sở thôi. Đó. Và khi mà có năng có sở rồi thì sao? Thì nó sáng, mà nó sáng nó giới hạn trong cái năng sở thôi, tức là cái năng nó đối với cái sở thôi, không ra ngoài khỏi năng sở, không? Nó giới hạn trong cái năng sở đó thôi, nó sáng là chỉ sáng trong cái năng với cái sở đó thôi, chứ không thể ra ngoài được, không? Đó. Cho nên đây là cái chỗ mà gọi là phải gọi là hết sức mà cẩn thận, gọi là ngay cái giác minh này đây. Tức là ngay giác minh này không khéo thì theo nó mà thành lầm. Cho nên ở đây chú ý Phật gạn hỏi nè, cái giác minh đó thì tính nó là vốn sáng mà nói là giác, hay nó là có cái chỗ chẳng sáng rồi phải nhờ cái sáng để mà làm sáng trở lại, không? Tức là mới sáng được cái giác. Đó. Thì ngài Phú Lô Na ngài thưa là nếu mà cái giác mà nó chẳng có cái sáng thì nó không sáng được gì cả, tức là không có sở minh, không? Giác mà không sáng thì không có sáng cái gì hết, không? Thì tức là không có cái sở minh đó. Và như vậy thì tức là phải nhờ có cái sáng để làm sáng cái giác, phải không? Theo ý của ngài Phú Lô Na là phải có cái sáng thì nó mới làm sáng được cái giác, chứ cái giác mà không sáng thì đâu có thành giác, phải không? Tức là giác mà không có sáng thì giác cái gì, phải không? Đó, thành ra ý ngài là phải có cái đối tượng, cho nên nó mắc kẹt ở chỗ đó, đó. Mà mình đây là cũng vậy đó, phải không? Giác thì phải có giác cái gì chứ không giác khơi khơi, phải không? Đó chính là mê là chỗ đó đó. Thì Phật mới dạy nếu như vậy đó thì không có chỗ để sáng thì nó không thành sáng tỏa cái giác hay sao, tức là không thành minh giác. Nếu không có chỗ cái sở minh thì không thành minh giác, phải không? Đó. Nhưng mà nếu mà có chỗ sở minh, tức là có chỗ để sáng á, thì lại là không phải là thật giác. Đó. Cho nên chỗ này là chỗ thành ra hai cái. Không chỗ để sáng á, không thì cũng không được, mà có chỗ để sáng thì cũng không được. Đó, phải không? Đó. Nghĩa là không có chỗ để sáng, không thì nó thì không thành cái minh giác, tức là không có sáng tỏ được cái giác, không? Còn có chỗ để sáng thì lại không phải là cái thật giác. Nếu mà thật giác thì sao, tại sao lại cần phải có cái gì để sáng nữa, không? Cho nên có chỗ để sáng thành ra là vọng giác chứ không phải là minh giác. Đó. Bởi vì phải đợi cái sáng nó đến rồi mới thành giác, thì tức là nó không phải là tự tánh giác rồi, phải không? Đó. Như vậy thì có chỗ để sáng cũng không được, mà không chỗ để sáng cũng không được. Đó. Đó. Thành ra chỗ này là chỗ vượt ngoài đối đãi, phải không? Đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là không có chỗ đối tượng thì sáng cái gì? Ý trong đây, phải không? Nói, nếu mà không có chỗ để đối tượng để sáng thì sáng cái gì đây? Đó. Thì thành ra là gọi là không phải là sáng nữa, nó giống như mất cái sáng. Đó. Mà nếu không sáng thì trái với tánh giác, phải không? Đó. Không có đối tượng để sáng thành ra không sáng, không có gì để sáng thành ra cũng mất cái minh. Đó. Mà nếu mà không có minh á thì sao? Thì trái với tánh giác, bởi vì tánh giác nó là trạm minh, tức là nó trong lặng mà sáng suốt, mà giờ này không thiếu sáng thì nó đâu có thành giác nữa, đó không? Đó. Như vậy thì nếu mà gọi là nếu mà ý đây Phật nói là nếu mà như mà ông chấp là có chỗ để sáng hay là không chỗ để sáng đó thì đều không thành nghĩa chân thật của tánh giác. Đó. Cả hai trường hợp, nếu ông chấp là phải có chỗ sáng, đó không, thì mới thành giác thì cũng được. Còn nếu mà chấp không có chỗ sáng, phải nhờ cái sáng thì nó mới thành để mà soi sáng cái giác đó, thì cũng không được. Thì giống như cái giác nó thiếu sáng là sao? Thiếu sáng phải nhờ cái sáng nó mới thành giác. Thì vậy là không phải là chân giác mà nó là vọng giác.
Cho nên chỗ nó vi tế chỗ đó. Cho nên học những chỗ này là phải hết sức là chú tâm đó. Chứ còn mà để mà tâm mà vọng tưởng lăng xăng là không hiểu nổi đâu. Đó. Như vậy tức là bởi vì cái tánh giác, ý nghĩa đó, tánh giác thì nó đủ cái nghĩa giác, đủ nghĩa sáng rồi. Đó, nhớ kỹ rồi đó. Trong tánh giác nó đủ cái nghĩa giác, đủ nghĩa sáng. Không phải thêm nữa. Nó là tánh giác mà. Nó là tánh giác thì dĩ nhiên nó phải giác, nó phải sáng. Không? Đó. Còn nếu mà nó thiếu sáng thì nó không phải là tánh giác rồi. Không? Đó, phải nhớ cái điều đó. Cho nên là mình mà gọi là nó tu và cần để mà soi sáng trở lại tánh giác. Thì cái đó gọi là ngôn ngữ thế gian. Gọi là nói theo tục đế. Không? Chứ còn tánh giác mà phải nhờ soi sáng lại nó thì nó không phải là tánh giác. Nó phải nhớ kỹ điều đó. Cho nên là khi mà ở trong nhà thiền mình học rồi đó, hay ngộ rồi thì đồng chưa ngộ đó. Không? Giác rồi là không thấy có gì để được, tức là vô sa đắc. Còn thấy có chỗ được là không phải thật. Đó, mình nhớ kỹ. Không? Còn thấy có chỗ được là không phải không thật. Nó là sẵn rồi mà, sao lại được. Cũng vậy, tánh giác thì nó sẵn là sáng rồi. Chứ không phải là nhờ có soi sáng này nó thì mới thành. Đó, phải nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên, nghĩa là không phải nhờ thêm cái gì nữa thì mới là thành giác, thành sáng. Đó, chỗ đó là chỗ phải hết sức là chú tâm đó. Cho nên đây là Phật mới nói rõ nè. Không? Tánh giác nó hẳn là minh, nhưng do vọng làm thành minh giác. Đó, người ta thấy rõ không? Tánh giác nó hẳn là minh rồi, nhưng mà do vọng đó mà làm thành ra minh giác, tức là minh trở lại cái giác. Không? Nó sẵn là minh mà giờ vọng thành ra rồi tưởng đâu là nó thiếu minh, cho nên là phải minh trở lại nó. Đó là thành ra rồi biến nó thành ra cái được minh, gọi là sở minh. Thì đó là vọng gì nữa. Cho nên là mình mà tu đó, thấy không? Tu rồi nói rằng mình tu rồi cái thì mình thấy trở lại chân tâm, thì cái đó cũng là cái ngôn ngữ thế gian thôi. Chứ nếu mà mình thấy trở lại chân tâm là không phải chân tâm. Phải không? Thấy trở lại chân tâm thì tức là chân tâm nó thành ra cái bị thấy. Phải không? Nó thấy được bị thấy, tức là thành ra nó là cái sở minh rồi. Mà nó thành ra cái bị thấy, tức là thành ra là lâu nay nó là thiếu minh rồi. Bây giờ mới nhờ có minh mới minh để nói rồi đó. Thành ra đó gọi là ngôn ngữ thế gian, chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa. Phải nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên gọi là khi mình sáng rồi, giác ra đây rồi á, thì gọi là ngộ rồi thì mới quên cái ngộ là chỗ đó. Các ngài thường nói là vậy đó. Thì ở đây là Phật dạy cho mình thấy rõ là tánh giác nó hẳn là minh, nhưng mà do vọng mà làm thành minh giác. Tức là tánh giác nó sẵn là sáng rồi, nhưng mà do cái vọng làm thành ra có cái sáng trở lại tánh giác, gọi là minh giác. Thấy không? Rồi. Thì như vậy đã thành ra làm sao? Thành ra cái ý là tánh giác nó thiếu sáng, rồi phải nhờ thêm cái sáng để thành sáng trở lại tánh giác. Rồi. Thành ra nó vọng là vậy đó. Nó thành ra cái vọng là vậy. Thành ra như vậy thì tánh giác nó là có lúc sáng, có lúc không sáng. Rồi, theo cái nghĩa này thành ra tánh giác là có lúc sáng, lúc không sáng. Thì đâu còn là tánh giác, cho nên gọi là thành vọng. Rõ ràng ý là vậy. Và như vậy tức là nó rơi vào trong cái pháp sanh diệt. Không phải là thường sáng mà có lúc sáng, lúc không sáng. Thì cái cho nên đó, đây chính là cái chỗ mà Phật để mà trả lời câu hỏi đó. Ông hỏi là trong cái tánh nó không? Vốn là bản nhiên thanh tịnh mà bỗng sanh ra núi sông đất liền, thì chính ở chỗ này đấy.
Nó là Phật, thấy không? À, nghĩa là sao? Cái chỗ bổng sanh là cái chỗ là như vậy đây, chứ không gì khác hết. Thấy không? Ngay chỗ đó nó là nó vốn sáng rồi, mà rồi lại lại bất giác, thấy không? Cho nó không sáng rồi mới khởi lên cái sáng để mà sáng trở lại nó. Rồi thì bổng sanh chi nữa. Nhưng mà sự thật thì đâu có thật, có thêm cái gì khác, cho nên gọi là bổng sanh. Cho nên rồi nếu ngộ thấu được cái gọi là cái chỗ bổng sanh này thì liền rõ suốt được cái tánh giác xưa nay nó là nhiệm màu, là sáng suốt chưa từng thiếu. Tức là ngộ trở lại ngay cái bổng sanh này đây. Và như vậy thì cái bản giác rõ suốt, là bản giác nó là sáng suốt, là nhiệm màu, nó tự hiện bài. Không có thêm gì khác để minh nữa, cũng không tức là không có gì khác để mà sáng. Nó là bản giác, là nó vốn là sẵn là sáng, chứ không phải thêm nhờ cái gì để sáng cho nó nữa. Thì đó mới là cái tánh giác chân thật, hay đó mới là bản giác, thấy không? Còn thấy có cái gì để sáng cho lại nó nữa thì cái đó chưa phải thật. Nhớ kỹ rồi đó. Cho nên mình tu mà không học cho kỹ đó thì nhiều khi rồi mà gọi là đến một hai cái trường hợp vậy đó thì dễ lầm, thấy không? Tu mà sáng sáng được gì đó thì thấy tốt rồi, thấy không? Mình sáng được chân tâm rồi mà, phải không? Đó thì thấy hay rồi. Thành ra rồi không khéo là thành ra rồi là mắc kẹt. Cho nên gọi là tu mà thành ra có sở đắc đó, thấy là mình có được sáng cái chân tâm rồi, thấy không? Rồi cái thì lên là cái ngã che, thành ra vô minh trở lại, phải không? Không học kỹ là dễ mắc kẹt. Cho nên phải học kỹ vậy đó để mình thấy không có lầm. Thì đây để nhắc lại cho kỹ cho nhớ rõ, bởi vì cái tánh giác gọi là tánh giác chân thật á, thì nó không phải là cái sở minh. Nhớ kỹ điều đó, thấy không? Tánh giác chân thật thì nó không phải là cái sở minh, tức là không phải là cái được sáng, mà nó tự sáng, sẵn sáng. Tức là nó không có chỗ để mà sáng, thấy không? Hay là nó không phải là cái đối tượng để sáng. Nhớ kỹ, cho nên nó không phải là cái sở minh. Nhưng mà cái người mê á, thì không biết. Không biết cho nên là tưởng như là nó thiếu sáng. Do tưởng nó thiếu sáng cho nên khởi ra, không? Cái, gọi là khởi cái tâm đó để mà sáng trở lại nó. Soi sáng trở lại nó đó. Vậy tức là nhân cái minh mà lập thành có sở, tức là nhân cái minh mà lập thành có cái sở minh, tức là có cái chỗ để minh. Vậy tức là lập thành sở, mà khi lập thành sở thì tức là bỏ mất đi cái nghĩa diệu của nó rồi, nó hết diệu rồi, thấy không? Và như vậy tức là trái với cái tánh giác, thấy không? Tánh giác là thường minh, thấy không? Thì đó gọi là đi theo cái chiều mê, thấy không? Và khi mà đã có cái sở, thấy không? Cái sở tức là cái chỗ đối tượng để mà vọng lập rồi đó, thì nó tây liền sinh ra gọi là cái vọng năng, thấy không? Cái vọng năng để mà đối với cái sở kia, cái đối tượng kia, thành ra ở trong cái không năng sở lại vọng thành ra có năng, có sở đối đãi, đó là cái chỗ bất giác, gọi là bất giác vi tế đó. Cho nên thấu được chỗ này rồi là mình thấu được cái chỗ bất giác vi tế, tức là thấu qua cái vi tế hoặc. Cho nên mà phá được, sáng tỏ được cái chỗ bổng sanh này đó là cái chỗ mà gọi là cần thiết đó, không? Cái chỗ bổng sanh đó. Còn mà chưa qua được cái chỗ bổng sanh này rồi thì cũng còn có những cái hoặc vi tế. Tức là còn thấy có giống như là ngoài tâm mà có pháp thật á. Cho nên
trong các kinh mà thường nói đó, thấy không? Còn thấy ngoài tâm mà có pháp thật là vẫn còn chưa khỏi hết mê. Còn vi tế hoặc, đó, tức là còn có cái pháp thật ở ngoài tâm. Đó. Mà còn có pháp thật ngoài tâm, tức là còn có chướng chứ gì nữa. Đấy, sở trí chướng. Cho nên ở đây mà nếu mà gọi là không thấu được cái bổng sanh này, thì cái mê ở trong đó cho nó là thật có. Không thấy được nó là bổng sanh, thì thấy nó là thật có sanh. Đó. Thì tức là ngoài tâm thấy có pháp thật gì nữa. Phải không? Đó. Tức là thấy nó thật sanh chứ không phải là bổng sanh mà. Nó thì tức là có pháp thật ở ngoài tâm. Mà còn thấy có cái pháp thật ở ngoài tâm thì tức là gọi là chưa thật sạch hết cái dấu vết của mê hay của vô minh đó. Không? Cho nên ở đây là Phật chỉ ra cái lỗi á. Cái lỗi á là ở cái giác minh, rồi theo cái minh mà quên cái giác. Rồi ngay cái giác minh đó rồi quên cái minh mà theo cái giác, thành ra gọi là vọng sanh, có năng sở, có kia đây đối đãi, cho nên là rơi vào vô minh. Cho nên là Phật đây Phật nói rõ không? Cái giác nó không phải là cái sở minh, nhân minh mà lập thành sở, rồi sở ra vọng lập thì liền sanh là cái vọng năng của ông đó. Thì cái chỗ này là chỗ mà mình quán cho nó kỹ càng, không? Để thấy được những cái gọi là những cái mê mà căn bản đó, không? Rồi từ đó rồi mới rồi đây mới mới có hiện ra là thế giới chúng sanh đằng đằng các thứ xa biệt sao đi về sao. Còn đây là chỉ ngay cái chỗ cái bất giác ban đầu đó. Rồi đây tiếp là Phật mới chỉ ra là gọi là cái nguyên nhân mà có thế giới nè, có hư không, là có chúng sanh nè. Rồi tức là nó dài dài cái theo cái bất giác vì sao nè. Tức là ở trên là đã vọng thành ra có năng có sở rồi, thì trong cái không đồng khác rõ ràng thành khác, rồi khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập thành cái đồng. Đã thành cái đồng cái khác rồi, nhân đây lại lập cái không đồng không khác. Rối loạn như thế, đối đãi lẫn nhau mà sinh lao lự. Lao lự tức là cái mỏi nhọc đó, không? Giống như là con mắt mỏi rồi cái sanh ra qua đốm trong không đó, cho nên gọi là cái lao lự đó. Vì lao lự càng lâu thì phát sinh ra trần tướng, không? Tự làm vẫn đục lẫn nhau, do đó mà đưa đến trần lao phiền não. Thì nổi lên làm thành thế giới, còn lặn xuống thì thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là khác. Cái không đồng khác kia thật là pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là chỉ cho chúng sanh đó. Như vậy thì ở trên là Phật chỉ ra cái chỗ mà đã lập thành có năng, có sở rồi. Tức là có sai khác kia đây. Tức là trong chỗ không năng sở mà thành ra có năng sở. Thành ra có kia, có đây, có sai khác. Rồi như vậy thì sao? Thì đây Phật cũng nói thêm là trong cái không đồng khác thì rõ ràng thành ra có cái khác, không? Rồi khác với cái khác đó mà lập thành cái đồng, không? Rồi có đồng có khác rồi mới lập thành cái không đồng khác. Thành ra gọi là nó lẫn quẩn, không? Rồi lẫn quẩn gọi là rối loạn đó. Như vậy tức là vốn là ở trong cái không đồng khác. Không đồng khác tức là cái gì? Tức là tánh giác, không? Ở trong cái tánh giác xưa nay nó là không có đồng khác, không đồng khác thì nó là tánh giác, không? Tánh giác chỉ là tánh giác thôi, nó vốn là sẵn là giác là sáng rồi, chứ nó không có thêm gì khác nữa, thì cho nên không có đồng, không có khác gì, không có cái thứ hai, không? Thì đâu nói về đồng khác. Nhưng mà do bổng sanh á, rồi vọng lập ra thành có sở, sở lập thành có năng thì mới thành có đồng có khác, không? Nó còn nguyên nó là không có đồng khác. Cho nên đây gọi là ở trong cái không đồng khác, không? Mà rõ ràng thành có khác. Đó. Tức là trong cái tánh giác xưa nay đó, không? Rồi bỗng nhiên thành có năng có sở, tức là vọng sanh có sai khác.
không? Đó là nó thành ra cái vọng sanh có sai khác rồi. Thì đó là có tướng thế giới hiện, không chỗ không đồng khác thành có cái khác. Cho nên có tướng thế giới hiện tức là thành có tướng có, thành có tướng có rồi, tướng khác tức là tướng có, không? À, tức là khác là khác với tánh giác đó, không? Bây giờ nó lập thêm có năng sở rồi, cho nên gọi là thầy là thế giới nó hiện, đó. Rồi khác với cái tướng khác đó, nhân đó mà lập ra tướng đồng, tức là sao? Tức là có hư không hiện, tức là có tướng không, không? À, tướng thế giới là tướng có, không? Đó. Rồi bây giờ tướng hư không, tức là nhân có tướng khác mà lập thành tướng đồng, tức là thế giới thì nó là thành là tướng khác, tức là có năng có sở có sai biệt thì nó khác với tánh giác, không? À, rồi nhân có tướng khác đó thì lập thành là tướng đồng, tức là hư không. Hư không đó là không tướng, không tướng thành ra là nó giống như là nó cũng giống giống như tánh giác, nhưng mà nó lại khác tánh giác là nó không có biết. À, nhưng mà, cho nên đây gọi là tướng đồng, bởi vì nó là không tướng, không? À, rồi đã thành ra có cái đồng cái khác rồi, không? Rồi sao nữa? À, rồi nhân đó mới lập ra cái không đồng không khác, tức là các pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là thuộc về các loài hàm thức, hay nói rõ từ loài chúng sanh. À, bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh là có tình thức, tình thức cho nên nó không đồng với hư không, không? Nhưng mà nó lại không phải khác như thế giới, mà nó là có tướng, cho nên gọi là không đồng không khác. Nó lập thành tướng không đồng khác là vậy đó. À, đó là chúng sanh. À, như vậy thì từ một thể giác sáng suốt, không? Không hai, mà do cái bất giác bỗng sanh vọng động đó, rồi lầm theo cái tướng gọi là cái tướng sáng soi đó, không? Mà chuyển thành ra có các thứ sai biệt, hư không, thế giới, chúng sanh. Lỗi là từ chỗ cái bổng sanh đó, thấy không? Rồi thì sao nữa? Cho nên là đã có sai biệt rồi, từ đó cho nên là quên mất luôn cái gốc xưa nay, chưa từng động tĩnh sai khác, thấy không? Giờ theo bây giờ sống theo cái có sai khác này nè, quên mất cái gốc kia rồi, cho nên bây giờ nói tới gốc kia là không ai biết hết, phải không? Nè, ngay cả đây giờ nghe nói đó, chứ còn cũng còn mơ hồ. Phải không? Nghe nói vậy thì cũng là giống như là tin theo lời Phật cái thôi, chứ cũng còn mơ hồ, phải không? Nè, thì mới thấy là quên cái gốc xưa này, làm theo cái bất giác đó chứ không gì hết. Bởi vì theo cái bổng sanh đó, giống cũng như là đang tỉnh táo sáng suốt này nè, giờ cái thì bỗng mỏi mệt cái ngã đầu nằm xuống, cái thì bỗng sanh mộng. Bỗng sanh mộng được, cái sống trong mộng thôi đâu còn nhớ cái cảnh này nữa, đâu còn nhớ cái này nữa, mà nhớ cảnh trong mộng thôi, chỉ có biết cảnh trong mộng thôi, không? Lúc ở trong mộng thì chỉ biết trong mộng thôi, đâu còn biết mấy cái này. Lúc ở trong mộng rồi thôi, ở ngoài ai làm thì làm, đâu biết gì đâu, không? Thì cũng vậy thôi, giờ là mê rồi, cứ sống ở trong cái mộng này thôi, đâu còn mà nhớ tới cái gốc xưa nay này nữa. Cho nên nói tới gốc xưa nay này thì cũng còn mơ hồ, không biết là nói đâu đó, phải không? Đó. Nhưng mà không ngờ là cái đó là cái mình đang sống đây chứ không phải ở đâu hết. Cũng giống như là mộng, đang mộng rồi thấy mình là đi chơi, hoặc là sống vào những cái thời xa xưa, lên cõi trời, hoặc là xuống cõi nào đó xa xôi, nhưng mà đâu có ngờ lúc đó lại cũng đang nằm trên gối thôi chứ có đi đâu. Đó, thì cũng vậy thôi này. Đang sống trong cái gốc xưa nay đây mà không nhớ, không biết gì hết, thì cứ sống trong cái mộng này thôi nè. À, thì đó gọi là đi theo cái chiều mê, là sống trong cái hư vọng. À, đó gọi là sống trong cái hư vọng. À, mà đã là sống trong cái hư vọng rồi á, thì làm gì, nói cái gì cũng đều là mang cái gì? Mang cái vô minh trong đó hết. À, cho nên hiện tại là nói năng nghĩ ngợi làm gì là đều mang cái vô minh trong đó, bởi vì đang sống trong cái vọng mà, phải không? Thì cho nên đừng có tự hào gì hết. Có khi thì cũng có sáng suốt chút đỉnh, nhưng mà trong cái sáng suốt đó vẫn mang cái vô minh trong đó hết, chứ đừng có tự hào.
Tức là sao? Lâu lâu thì cũng có học kinh rồi cũng thấy cũng có sáng suốt, sáng chút đỉnh đó, nhưng mà chưa thật sạch được cái mê này thì cũng cũng còn mang cái vô minh trong đó, tức còn mang cái ngã. làm cũng có cái vô minh trong đó, không có ra khỏi. Cho nên nói năng ý nghĩ, suy tư tưởng tượng cái gì là cũng đều mang có vô minh trong đó hết, hoặc ít hoặc nhiều. Cho nên đừng có tự hào gì hết. Rồi, do đó mà đây giờ quan trọng là phải tu tập để mà quán chiếu cho kỹ trở lại, để mà phá cái bất giác ban đầu này đó. Đó thì mới xóa sạch được cái gốc làm mê. Đó. Đó. Cho nên ở đây ngài nói rõ không, từ cái không đồng khác rồi lập ra cái có đồng khác, rồi khi có đồng khác rồi thì mới sao, mới lập thành thêm là cái không đồng khác nữa. Thì cái không đồng khác ở sau này nó không giống như cái không đồng khác ở trước. Không khác này cô là chúng sanh, còn không đồng khác ở trước là của tánh giác xưa nay. Cho nên gọi là như vậy thì nó mới rối loạn, thấy không? Như thế là đối đãi lẫn nhau rồi mới sinh ra lao lự mỏi nhọc, rồi lao lự càng lâu mới sinh ra trần tướng, rồi tự làm vẩn đục lẫn nhau, do đó mà đưa đến trần lao phiền não, thấy không? Rồi mới có thế giới hư không, các pháp phú quý, tức là như trước Phật nói đó, do mắc mỏi mệt rồi cái thành là thấy là có qua đốm trong hư không như đó. Như vậy thì tức là do cái rối loạn mê mờ, không? Mà rối loạn mê mờ là không có gốc gác gì hết, không? Tức là sao? Cái rối loạn mê mờ đó, nhưng mà nó không có gốc gác, tức là nó là cái vọng thôi, cho nên không có gốc. Do đó mà nó vọng thành ra có các tướng đối đãi phân biệt, rồi sanh cái tướng mỏi nhọc lăn xăng không yên, giống như mắt mỏi đó, nó quên mất cái tánh giác rồi, cho nên là mỏi mệt là lăn xăng, thành ra động không yên. Rồi do cái mỏi mệt lăn xăng nó càng lâu thì thành sao, tức là chấp nó làm thật, lâu quá, lâu vậy, càng lâu vậy thì thấy nó quen rồi thì nó chấp nó thành thật, cho nên mới khiến vọng sanh ra các cái trần tướng, tức là các trần tướng hiện ra như là mắt mỏi lâu rồi thấy qua đốm qua đốm trong hư không, không? Rồi do thấy qua đốm không rồi sao chấp thành thật, thành ra có qua đốm trong không rồi thì phải có cái thấy qua đốm, thấy không? Tức là có cái sở có năng nè, có thấy qua đốm, có đối đãi, và như vậy thì quên mất mắt sáng lúc nào hay, thấy không? Cho nên đây mới gọi là làm vẫn đục che mờ cả tâm tánh chân thật xưa nay, đâu còn nhớ nữa. Cho nên mới đưa đến những cái trần lao phiền não phát khởi, đó rõ ràng. Giờ cho nên giờ cái sống trong phiền não thôi, sống trong phiền não trần lao. Như vậy tức là cũng chỉ từ cái vậy đấy, cái vọng minh, tức là cái minh mà hư vọng đó, chứ không phải là cái minh chân thật. Minh mà thật tánh giác thì khác rồi, cái này cái vọng minh, tức là từ cái minh mà khởi vọng đó, không? Tách ra cái giác đó, không? Vậy từ cái vọng minh đó mà minh trở lại tánh giác, rồi biến tánh giác thành ra cái sở minh, không? Tức là có cái đối tượng để minh, rồi quên mất cái thể giác nguyên thủy xưa nay, rồi theo cái chỗ vọng minh đó mà thành rối loạn lăng xăng, mới chuyển thành đối đãi phân biệt kia đây sai biệt, cho nên mê mờ cả cái gốc chân thật ban đầu. Rồi mới từ đó là khiến sanh ra phiền não trần lao, rồi sống trong phiền não trần lao, cho nên càng sống xa mất gốc. Vậy thì chỉ vì một chút hư vọng bỗng sanh, mình thấy không, chỉ vì có chút hư vọng bỗng sanh đó thôi,
một ngày có cái niệm bất giác ban đầu đó. À. À, cho nên mà quán thấu chỗ đó rồi đó. Không? À, đó để mình phá cái niệm bất giác ban đầu. Ừ. Cho nên nói đi nói lại đó là để mình thấu được cái chỗ bổng sanh này. Thấy được chỗ này rồi đó mới thấy thấu suốt được trở lại gốc. Thì từ đó cho nên ở đây mới nói thêm nè, hay nổi lên thì là thế giới tức là động, nổi lên đó, thấy không? Nổi lên là làm thành thế giới tức là động tức là thành tướng khác, rồi lặn xuống thì thành hư không tức là tướng tỉnh, mà tướng tỉnh tức là tướng động. À, rồi do thế giới khác với hư không, phải không? À, tức là thế giới là khác, hư không là đồng. À, hai cái đồng cái khác đó mà nó hiển bày ra cái tướng chúng sanh là cái pháp hữu vi trong ba cõi là không đồng không khác, đó, cũng là đối đãi nhau mà lập thôi, phải không? Tức là trong cái hư vọng mà đối đãi lập thôi chứ không phải có thật. À, thành ra như vậy thì cái tướng mà gọi là không đồng không khác của chúng sanh này đó thì nó không giống với cái tướng không đồng không khác ở trước là của tánh giác xưa nay. Tức là chúng sanh thì có biết cho nên nó không đồng như không, không? Mà lại có tướng cho nên nó không khác với thế giới, cho nên gọi là không đồng không khác. Mà không đồng khác đó là của chúng sanh chứ không phải của tánh giác từ ban đầu. Đó. Cho nên như vậy thì đây là gọi là thành ra có thế giới, có hư không, có chúng sanh hiện ra, nhưng mà cái gốc là cũng từ cái chỗ mà bất giác bổng sanh kia thôi, cho nên là cũng đều là hư dối hết. Vậy thì mình sống đây là sống trong cái hư vọng chứ không có gì hết, nhưng mà do mê mà cứ chấp thành thật, thành ra từ đó thành khổ đau. Đó. Rồi đây là Phật mới nói thêm mà chỉ ra các cái tướng mà thế giới hiện nè. À, cái giác thì sáng suốt, hư không thì mờ tối, đối đãi thành ra dao động, nên có phong luân nắm giữ thế giới. Thấy không? À, phong luân tức là thuộc về gió đó, thấy không? Tức là thành ra có cái phong đại, thấy không? Rồi nhân hư không mà sinh ra dao động, kiên cố cái sáng, tức là chấp chặt giữ chặt cái sáng đó, mà thành có ngăn ngại. Rồi các loại kim bảo kia đều do minh giác lập ra tính cứng chắc, nên có kim luân giữ gìn cõi nước. À, kim luân tức là thành ra có đất, không? Rồi kiên cố cái giác, không? Tức là giống như chấp chặt giữ chặt cái giác đó, không? Thì thành có kim bảo lai động, kim bảo rồi lai động cái minh tức là cái sáng đó, thì có phong đại hiện ra. Phong đại và kim bảo cọ sát với nhau cho nên có lửa sáng làm thành tính biến hóa. Ánh sáng kim bảo nó đượm ướt, lửa sáng nó xông lên cho nên có thủy luân trùm khắp mười phương cõi nước. Lửa bốc lên, nước rơi xuống giao nhau phát hiện mà làm thành tính cứng. Chỗ ướt là biển lớn, chỗ khô là đại lục và cồn đảo. Bởi do nghĩa ấy nên trong biển lớn có hơi nóng thường bốc lên, trong đại lục và cồn đảo có sông ngòi thường chảy xuống. Thế nước kém hơn thế lửa thì kết thành núi cao. Vậy nên đá núi đập thì té lửa, còn nấu thì chảy ra nước. Thế đất kém hơn thế nước, rút lên thì làm cỏ cây. Thế nên rừng rậm đốt thì thành đất, còn vắt ra thì có nước. Vọng tưởng giao sen phát sinh lần lượt làm thành chủng tử cho nhau, do nhân duyên ấy thế giới tiếp nối. Tức là đây là chỉ ra cái nhân duyên mà thế giới nó tiếp nối, nó tương tục không dứt đây. Tức là cái tính giác nó vốn là sáng, thấy không? Nhưng mà mê nó
mà biến thành sở, tức là có chỗ nơi đó, không thành ra có chỗ để soi sáng, do đó mà lập thành ra cái đối tượng, không tức là cái sở, do đó mà mê mất cái tinh sáng của nó, không nó là sáng mà tưởng đâu nó không sáng, cho nên mới theo cái minh mà lập thành sở đó, thành ra mê mất cái tinh sáng của nó đi, mà do mê mất cái tinh sáng đi thành ra mờ tối, mờ tối do đó mà thành ra có hư không hiển. Hư không nó là mờ mịt mênh mông, không biết gì hết. Cho nên đây gọi là cái giác thì sáng, còn hư không thì mờ tối. Vậy thì một bên là sáng, không bên là mờ tối đó, thì hai cái sáng tối nó đối đãi nhau thành ra nó cái dao động, dao động, cho nên là mới có phong luân giữ gìn thế giới. Như vậy thì thế giới sống là sống được cái phong luân này nó bao bọc giữ gìn. Như vậy thì thế giới mình đây là mình sống là sống ở trên cái gió gió bao bọc phong luân, thì vậy là có yên ổn không? Cho nên là không lúc nào yên ổn hết, luôn luôn lúc nào cũng biến chuyển, biến động, không thế giới động, cho nên trái đất quay hoài không nào yên hết. Từ ngoài động là trong cũng động luôn, thành ra rồi sống trong luôn luôn trong động, không yên lúc nào yên hết, gọi là sống trong cái vọng động, mà từ cái bất giác là vọng động, cho nên sống trong cái động không, mà động là động hư dối, gọi là vọng động, vậy thôi chứ có gì đâu. Thành ra đời sống mình khi mà quán kỹ trở lại thấy đời sống mình vậy có nghĩa lý gì đâu, không? Nhưng mà người ta mê cứ chấp, cho nên giác ra là rồi mới thấy giá trị của cái đạo lý giác ngộ, không? Rồi như vậy thì rồi nhân cái hư không nó mờ tối, đối với cái giác là sáng, sáng suốt, không cho nên nó thành ra có tướng dao động như đó. Rồi do cái dao động đó cho nên sao sợ mất cái sáng, nó là sẵn sáng rồi, bây giờ do dao động này cho nên là sợ mất sáng đi, không sợ mất sáng thì sao nữa, thì mới cố giữ chặt cái sáng, không để cho không mất, không cho nên gọi là giữ chặt thành như giống như bám cứng đó, cho nên hiện thành ra có ngăn ngại, phải không, thành ra ngăn ngại đó. Rồi thành ra mới có những cái tính mà gọi là cứng đó, nó hiện, phải không đó. Rồi tức là cái tinh chất, không của đất á, thì nó là tức là kim bảo tức là cái báo sáng, không như là vàng đó, không kim loại, thì nó là gọi là cái kim bảo, nó là cái tinh chất của đất, thì nó do là chấp cứng mãi cái giác, không cái giác mà được cái soi sáng kia đó không buông, cho nên nó hiện thành ra có cái kim luân giữ gìn thế giới, do chấp giữ cái sáng đó, không chấp cứng mãi đó, thành ra nó hiện có kim luân giữ gìn thế giới, cho nên cái chất kim thì nó cứng mà sáng cứng là chấp đó, còn sáng là do cái tánh giác đó chấp vào cái vọng giác đó, không cho nó cứng mà sáng. Mà như vậy thì cái chất cứng gọi là chấp cứng vào cái giác, mà cái giác gọi là vọng sáng đó, không vọng minh đó, không thành ra có kim bảo, không tức là kim bảo, tức là những cái báo kim loại đó, không còn phong đại á, thì do cái sáng bị lay động mà nó thành cái kim bảo, là do chấp chặt, không còn
cái phong đại thì do lay động, lay động cái sáng. Thì hai cái đó, cái chấp chặt chấp cứng, còn cái lay động. Như vậy thì rồi sao nữa? Hai cái đó nó cọ sát nhau thành ra phát lửa, cho nên gọi là phong đại và kim bảo, hai thứ nó cọ sát nhau thành ra phát ra lửa sáng. Rồi lửa thì nó có tính biến hóa, tức là nó hay là biến sống mà thành chính đó, nó đốt đó, không? Cho nên gọi là có tính biến hóa. Như vậy thì một cái động, một cái cứng nó chạm nhau mà thành tóe lửa. Rồi sao nữa? Rồi ánh sáng của kim bảo thì nó có tính là đượm ướt, tức là kim loại đó, thấy không? Thì nó có tính đượm ướt, cho nên mình thấy như đồng thau để lâu thì xanh ẩm, thấy không? Cho nên nó có tính đượm ướt. Giờ nó gặp cái lửa sáng, tức là cái hơi lửa nó xông lên, hơi nóng đó xông lên thì nó chảy thành nước, cho nên nó có thủy luân giữ gìn thế giới. À, rồi lửa, cái khí lửa đó nó bốc lên, còn tánh nước thì nó rơi xuống. Lửa nhẹ mà, không thì nó bốc lên, nước thì rơi xuống, hai thứ đó nó giao xen qua lại với nhau mà bài hiện, không mà làm thành cái tính gọi là cứng ngại, tức là giao xen qua lại với nhau đó, giống như sắn nhau, thành ra có tính cứng ngại. Cứng ngại cho nên là mới có đất là nó xen lẫn, nó hiện trong đó. Cho nên đây mới nói rằng chỗ ướt á, thì nó làm thành ra biển lớn, thấy không? Còn chỗ khô á, thì nó làm thành ra đại lục, cồn đảo, thấy không? Cho nên là trong nước mà có đất, phải không? Rồi cũng như trong đất cũng có nước, đất là tức là sông ngòi. Cho nên gọi là lẫn nhau mà bài hiện đó, lẫn nhau nó bài hiện với nhau. Rồi trong biển lớn thì nó có hơi nóng bốc lên, không? Tức là có lửa, tức là như là lửa trong nước đó. Rồi trong đại lục hoặc là trong cồn đảo thì có sông ngòi nó chảy qua. Vậy tức là trong đất mà có nước, không? Rồi cái thế nước nó kém hơn cái thế lửa thì nó kết thành núi cao, tức là nước kém lửa nó mạnh, cho nên nó rút kéo lên thành núi cao. Cho nên gọi đây nó là đập đá núi thì nó té lửa, không? Còn nấu chảy thì thành nước. Thì vậy thì gọi là cũng như là trong núi lửa thì nó phun ra thì nó cũng thành chất lỏng đó. Chất lỏng đó phải sao lại động lại cũng thành đá núi lửa đó. Cho nên mình thấy vậy, đâu có cái nào gọi là cái tính cố định đó, phải không? Mới đá trong núi lửa nó mới phun ra đó, gọi là nham thạch đó, khi mà nó đông lại đó thì thành đá, thì gọi là nham thạch, thấy không? Thành ra gọi là đá núi lửa, nhưng mà lúc mà núi lửa đang phun chảy ra thành ra nước chứ nữa, thành chất lỏng mà, phải không? Nhưng mà chảy rồi thì lâu ngày đông lại thành đá, thành đất, phải không? Nước thì biến thành đất. Ở đây đâu có tính cố định, cho nên là trước Phật có nói là nó đều là không có cái tự tính đó, không có thể cái tự thể riêng. Cho nên rồi khi mà cái thế đất mà nó kém hơn thế nước, không? Tức là nước mà nó mạnh hơn đất thì nó bị nước nó rút lên làm cho thành cỏ cây, không? Cho nên cỏ cây này nó rút đất lên, cho nên như là mình trồng dưới đất rồi rút phân rút lên thành cây, với ban đầu cây đâu có mới có học mầm thôi, rút lên thành cây, cho nên rồi nó mang chất đất lên chứ gì nữa. Cho nên khi mà đốt thì cháy thành tro trở lại đất, còn cây mà dắt thì có nước đó, thành ra trong nước có đất, trong đất có nước đó, rõ ràng. Cho nên đó gọi là xen lẫn qua lại mà bài hiện với nhau đó. Nhưng mà rốt lại á,
thì sao? À, chỗ này là chỗ mình phải thấy đó. Rốt lại thì cũng không ngoài tâm mà riêng có. À, đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên nói rằng hãy tâm ái nhiều á thì thành biển lớn, chứ không vậy. Ái nhiều thì thành biển lớn, tức là nước nước chảy. À, còn tâm chấp nặng á thì sao? Thành đất liền hiển, chứ có gì đâu, đất cứng, à, chấp cứng mà. Phải không? À. Rồi à, tâm mà nóng nảy thì hơi lửa bốc lên, thấy không? Nó tương ứng mà, mỗi tức là mỗi đại nó tương ứng theo tâm mà thôi. Rồi tâm mà kiêu mạn thì sao? Thì gió nó thổi động bay, cho nên kiêu mạn là thấy mình lên 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 cao, phải không? À, thì cũng tương ứng với các đại thôi, cho nên gọi là điều từ tâm sanh vậy đó. Cho nên là mình không chấp mà chấp chặt, chấp nhiều quá không thì cứng, rồi khi nào quốc 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 ức rồi đó, quốc kết rồi lâu ngày thì mình thành ra những cái kết kết khối đó, thành ra nó thành cứng, thành ra cái gọi là cái tứ đại nó cũng gọi là liên hệ với trong cái nội tâm. Rồi ở nơi sắc, nơi sắc mà khởi trên ái thì có nước chảy, cho nên là đây mới là ở nơi cồn đảo thì có nước chảy qua. À, còn ái mà nó không được thì sao? Yêu yêu thương hay là yêu thích mà bị ngăn không cho thì sao? Thì nổi sân, thì lửa sân, phải không? À, cho nên trong biển là có hơi nóng bốc lên, phải không? Thấy rõ không? Là cũng tương ứng với tâm. À, còn cái sân mà nó mạnh hơn cái ái thì sao? Cái sân mà nó mạnh hơn ái càng bốc lên cao, càng chấp chặt, thì hiện thành núi cao. À, rồi cái ái mà nó mạnh hơn, nó mạnh hơn cái chấp, nó kéo cái chấp trước đi theo nó, để tùy tưởng theo cái ái, thì nó rút đất lên thành cỏ cây, đó, tương ứng với tâm thôi. Cho nên gọi là cũng từ tâm sanh, cho nên là gốc cũng từ tâm. À, nghĩa là như vậy thì cũng gốc là từ một cái tâm thể, nghĩa là sáng suốt, thấy không? Nơi tánh giác, nhưng mà do mê rồi bất chợt thành vọng động mà có ra thế giới sai khác, rồi hư không mờ mịt, thấy không? Đó. Rồi cũng như là chúng sanh. Đó. Vậy thì là mê theo cái giác, tức là mê theo cái sáng, mê theo cái sáng mà bỏ quên tánh giác. Đó. Rồi bám chặt vào cái sáng vọng sanh đó đó mà khởi ra các cái thứ sai biệt hư dối. Đó. Đó. Mày quán kỹ chỗ cái gốc đó. Rồi duyên theo, thấy không? Riêng theo trong các thứ hư dối đó mà tiếp nối lưu chuyển không dừng, cho nên càng ngày càng xa mất gốc. Đó, đó là cái lỗi của vô minh là lưu chuyển, thành ra có thế giới chúng sanh lưu chuyển. Gốc cũng từ là cái chỗ niệm bất giác ban đầu. Mình thấy rõ không? Cho nên quan trọng là sáng được cái niệm bất giác đó, đó là chỗ quan trọng nhất. Cái chỗ bổng sanh đó đó, không? Quan trọng nhất. Cho nên ở đây thì kinh nói vọng tưởng nó giao xen, không? À, tức là vọng tưởng nó giao xen lẫn nhau, không? Rồi cho đến thành ra thế giới nó có tiếp nối, không? À, tức là vọng tưởng giao xen phát sinh lần lượt làm thành chủng tử cho nhau, rồi do nhân ấy mà thế giới tiếp nối, không? Như vậy tức là cũng từ cái vọng tưởng thôi, chứ không có thật gì hết. À, vậy tức là vậy thì mình sống ở đây á, tức là sống bằng cái gì? Bằng cái lấy vọng tưởng làm gốc của sự sống. Đúng không? Đó.
chứ không có cái thật thể. Đó. Như vậy thì từ vô thủy cho đến nay á, là mình đều sống trong cái hư vọng thôi. Đó. Cho nên đây là chỗ mà Phật khai thị để khiến cho chúng sanh phải thức tỉnh trở lại là như vậy đó. Thức tỉnh trở lại cái chỗ sống hư vọng này đây. Từ vô thủy tới đây là lăn lộn lưu chuyển thế này thế kia, nhưng mà là cũng đều là sống trong cái hư vọng đó, lấy cái vọng tưởng làm gốc. À. Cho nên bây giờ là cần phải giác trở lại là chỗ đó đó. Như vậy thì tóm lại, do mê cái tánh giác, thấy không? Tức là ban đầu đó, do mê tánh giác và lầm theo cái minh mà khởi vọng, thấy không? À, rồi thành ra có thế giới, có hay không hiện ra. À, rồi một cái là động, một cái là tịnh, tức là thế giới là động, hư không là tịnh. Hai cái động, tịnh nó đối đãi với nhau. Đối đãi với nhau mà thì nó sinh ra phong luân. Tức là gió. Nào, có động rồi. Nào. Rồi cái vọng động đó nó cứ chấp chặt vào cái sáng đó. Không? Cho nên thành ra có kim bảo, tức là kim loại, kim luân. Nào. Rồi gió và kim bảo, không? Cái động, cái cứng nó cứ cọ sát nhau thì thành ra có quả, quả luân. Không? Rồi lửa xông lên kim bảo, không? Thì nó có thủy luân, tức là kim bảo nó có cái tính đượm ướt đó, cho nên lửa xông lên thì nó mới chảy ra thành nước, cho nên là có kim luân, thủy luân. Rồi từ đó là có các tướng lần lượt hiện khởi, không? Sai biệt. À, thì xác tột cái gốc á, từ ban đầu là không rời ngoài tự tâm mà riêng có, cho nên gọi là tương kinh gọi là duy tâm hiện. À. Nhưng mà tự tâm thì vốn không phải là sẵn có các cái thứ sai biệt này đó. Cho nên chỗ này là chỗ mình phải thấy nè, tức là các thứ sai biệt từ vọng tâm mà nó hiện khởi, thấy không? Nhưng mà cái tự tâm thì vốn không phải nó sẵn có các thứ sai biệt này đó. Cho nên chỗ này là chỗ mình thấy kỹ, để rồi không phải lầm như cái chỗ mà sau này các ngài hỏi đó, sao từ trong cái bản nhiên thanh tịnh mà nó lại bỗng sanh ra các thứ đó. Thì vậy rồi cũng như là ngài ở trong cái Kim Cang, mà ngài Kim Cang Tạng mà hỏi Phật đó, thì vậy thì giống như trong cái gọi là cái tánh giác, không? Nó thanh tịnh nó sẵn vậy mà nó sanh ra các thứ vô minh phiền não, rồi khi mà Phật hết vô minh phiền não rồi bao giờ nó bỗng sanh trở lại nữa, phải không? À, thì mình mới thấy được ở chỗ này, tức là trong cái tánh giác hay trong cái tự tâm nó vốn không phải là sẵn có các cái thứ này, tức các thứ sai biệt, các thứ vô minh phiền não này không phải nó sẵn có ở đó, không? Nhưng mà vô mê chợt khởi gọi là bỗng sanh. À, chứ không phải nó sẵn có mà nó sanh, thấy không? Đó. Vậy tức là nó là vọng sanh thôi. Đó. Chứ không phải là nó có cái thật thể mà có thể sanh. Đó. Cho nên giác trở lại thì nó hết, chứ không phải rồi sau nó sanh trở lại nữa. Bây giờ nó không có thật thể thì lo gì mà nó sanh trở lại. Nó có thật thì mới sợ nó sanh trở lại, phải không? Còn nó không có thật thể. Đó. Cho nên cần rõ suốt cái yếu chỉ duy tâm á, không? Thì mình không có làm theo các thứ để rồi sống trong cái hư vọng, tức là làm theo các thứ sai biệt đó rồi sống trong cái hư vọng đó, là cái mê lầm đáng thương đáng tiếc, không? À, thì đó, đây là cái chỗ mà Phật chỉ ra cái tướng gọi là thế giới tiếp nối, không? À, cho nên đây Phật nói là do cái nhân ấy mà thế giới tiếp nối tương tục không dừng, không? À, cái gốc cũng từ là cái vọng sanh ban đầu, tức là niệm bất giác ban đầu thôi, và kế sau là Phật mới chỉ ra là cái tướng mà chúng sanh tiếp nối, là nghiệp quả tiếp nối vân vân, thì cũng gốc là từ cái gọi là cái vọng sanh ban đầu đó, chứ không gì hết.
Cho nên để rồi mình không có lầm theo những cái tướng hư dối này, mà mình trở về nguồn, trở về gốc. Đó là cái quan trọng của mình. Cho nên cần phải thấu suốt được cái yếu chỉ duy tâm này vậy đó. Không? Thì mình không có mê theo những cái hư vọng. À, thôi thì bữa nay mình học mới tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp ma môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.